Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được đồng hành lại cùng với anh chị em của chúng ta một cái bản tin tuần rất là quen thuộc trên kênh Cộng đồng Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi thứ sáu hàng tuần, tối thứ sáu hàng tuần thì Hùng Lê sẽ dành ra khoảng 1 giờ 30 phút để có những cái trao đổi về thị trường và cổ phiếu thì cũng như thường lệ bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần phần thứ nhất đó là sẽ review lại các cách bản mà chúng ta đã uh, nhận định về xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị sẽ đi uh, phân tích, điểm qua những cái nhóm ngành rất là cơ bản. Ví dụ nhóm ngành trụ, nhóm ngành banh, chứng khoán, nhóm ngành xây lắp, nhóm ngành thép, diệt may uh, và một số các cái mã cổ phiếu penny. Và phần cuối cùng thì uh, chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta có một vài các cái góc nhìn uh, về mặt kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới và uh, dự báo một vài các cái kịch bản cơ bản như vậy. Uh, thế thì uh, chúng ta đã uh, có bản tin tuần video số 183 thì uh, tí nữa phần cuối thì Hùng sẽ nói nhưng uh, về cơ bản trong tuần giao dịch vừa qua thì chúng ta chứng kiến một tuần giao dịch thực sự là không thành công của thị trường. Uh, nhìn chung thì uh, bởi vì Hùng Lê có quản lý tài khoản và Hùng Lê có đánh những mã cổ phiếu test thì Uh, chỉ có một số các mã là đạt được tiêu chí, còn lại phần đa là các mã cổ phiếu trong tuần vừa qua gần như không đạt được uh, về mặt kỹ thuật. Và uh, ngay khi mà bản tin tuần được phát đi, đó là bản tin tuần video số 183 thì Hùng Lê có 5 ý, uh, 5 ý trong đó có ý thứ 5 uh, rất là quan trọng uh, để có những cái phân tích về mặt uh, định lượng thị trường, đó là uh, cái chiến lược giao dịch ở trong cái thời điểm hiện tại. Đó, thì uh, trong bốn uh, khoảng bốn cái tuần giao dịch gần đây thì ông vẫn đánh giá rằng là thị trường chung của chúng ta vẫn đang vận động ở trong những cái vùng kháng cự mạnh và chúng ta phải đảm bảo các cái nguyên tắc cơ bản ví dụ uh, như là nguyên tắc về kiểm soát tỷ lệ an toàn của margin ở uh, cái này rất là quan trọng các anh chị thường xuyên dùng margin thì chúng ta phải uh, kiểm soát cái tỷ lệ này uh, thứ hai nữa là chúng ta phải duy trì được cái thanh khoản của tài khoản thanh khoản của tài khoản ở đây có nghĩa là gì À, chúng ta phải đảm bảo được một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu à, à, thích hợp tức là chúng ta luôn có tiền bán cổ phiếu ra và luôn có tiền bán cổ à, để để tiền thu cổ phiếu về luôn có tiền mua đi và luôn có tiền bán cổ phiếu về và một cái tỷ lệ à, đảm bảo thì theo ông lê là từng tài khoản nhưng với quan điểm cá nhân của ông lê tại những cái vùng mà thị trường à, đang có những biến động như này thì chúng ta nên để ở khoảng 50-50 hoặc là 30-70 để sẵn sàng ứng phó khi thị trường chung có những biến động mạnh Và Hùng có một câu nói vui đối với cộng đồng nhà đầu tư đó là trong giai đoạn này chúng ta chấp nhận ăn ít đi một tí Chúng ta ăn ít đi một tí, ăn non đi một tí, chứ ăn no thì bụng nặng, mà bụng nặng á thì chúng ta không chạy được các anh chị ạ đó, khi gặp những cái biến cố thị trường là bụng bụng to bụng ta nặng lắm nên là cái thần kinh của chúng ta không đủ điều khiển cái 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 hành vi của chúng ta và chúng ta bị đơ nó giống như thị trường nó bị lát thì 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 cũng như vậy như vậy là như vậy là chúng ta thấy rằng là à, cái giai đoạn hiện tại là thị trường của chúng ta rất khó khăn rất khó đánh à, những nhịp à, long À, tức là những cái nhịp mà buôn lên đó là những cái nhịp kéo à, để họ phục vụ những cái 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 mục đích về về long phái sinh và sau đó thì họ sẵn sàng họ đạp hết tất cả những mã cổ phiếu để họ so phái sinh đó vậy thì cái câu chuyện là à, chúng ta trong giai đoạn vừa qua đó là những cái khuyến cáo mà liên tục các bản tin tuần cũng đều có khuyến nghị cho anh chị em của chúng ta à, còn đối với các vị thế giải ngân thì nên giải ngân những cái mã cổ phiếu có trong tài khoản và theo các cái nhịp hồi của thị trường và hạn chế đua xanh đó là những cái yếu tố cơ bản à, và tuần giao dịch mới thì dự báo sẽ gặp rất nhiều sóng gió vì vậy là chúng ta phải thi đấu rất là tập trung đó vậy thì trong năm ý mồng lê trao đổi trên nhóm thì có cái ý thứ năm là cái ý để uh, giúp À, đó nó giống như những cái nút chuông để cảnh báo Hoặc nó giống như những cái lời khuyến nghị, khuyến cáo Về một cái sự khó khăn của thị trường Và chúng ta cần phải làm những cái việc gì Khi thị trường của chúng ta đang giao dịch Ở trong một cái trạng thái như vậy Ok à, Thì phần cuối của bản tin Thì chúng ta sẽ nói thêm các cái ý thứ nhất Và ý thứ hai, ý thứ ba, ý thứ tư Còn lại thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bản tin chi tiết Của uh, uh, view uh, các cái danh mục Của các cái mã cổ phiếu cơ bản của chúng ta thì đối với VIX trong tuần vừa qua thì rất may là VIX cũng đã có một cái nhịp tăng tương đối là tốt để ủng hộ về mặt điểm số của thị trường và VIX thì đã chạm lại vùng kháng cự 110 đây. À, ngắn hạn trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì VIX có thể test lại ở quanh vùng 103 đến vùng 103.5. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của VIX. Nếu như thủng cái vùng này thì chắc chắn nó sẽ đi lại về vùng 100 và thậm chí sâu hơn nó sẽ đi về vùng 90 mươi uh, tư đến khoảng vùng 95 Uh, Vinhome uh, nhìn chung thì trong tuần vừa qua Vinhome có một cái vùng kháng cự đây các anh chị uh, xem lại các cái cái ngưỡng mà chúng ta đã phân tích đó là ở quanh vùng 84. Thì uh, hùng có để ý ở đây là có dự báo rằng là khi mà nó có những cái nhịp uh, bu lên như này thì chắc chắn là khả năng nó sẽ quay lại ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 80.5 và trong tuần thì nó đã bị thủng vùng 80.5 và đóng cửa vùng 80.2 ở ừ, với xu hướng hiện tại thì đường MAC đang cắm đầu đi xuống như này thì khả năng cao thì tuần tới Vinhome sẽ quay lại vùng 78 đến khoảng vùng 78.5. VRE không khuyến nghị đầu tư. Lý do là VRE trong những cái giai đoạn hiện tại đánh khá là lạc. Cái điểm này là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 183 các anh chị. Thì sau khi mà về có cảnh báo cái vùng kháng cự 32 đây thì VRE đã đạp và dự đạp thì chúng ta dự về khoảng vùng 29.5 nhưng cây nến kết tuần là một cây nến khá là bất thường. Ở trong tí nữa thì phần cuối bản tin chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Còn hiện tại với tín hiệu như thế này thì VRE sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 28 ở phiên thứ hai, thứ ba tuần tới. Nếu như gãy 28 thì chắc chắn là nó sẽ quay về nền rồi, tức là vùng 26, vùng 25 đến khoảng vùng 26. À, Sapeco thì uh, cơ bản cũng không có gì uh, đột biến. Uh, dự báo là Sapeco sẽ test lại ở quanh vùng 153. Uh, Vinamilk thì mọi người nói vui đến nhóm hùng lên nói vui bảo là bò nó bị ốm. À thì đúng thật là nó đang bị ốm uh, nó vẫn đang một cái giai đoạn uh, tích lũy tạo nền. Thì uh, khi tiếp cận đến Vinamilk thì đã có những cái góc nhìn cho các anh chị rồi, uh, kháng cự ở đâu và hỗ trợ ở đâu và nó có thể quay lại test ở những cái vùng kỹ thuật nào. Đúng không? Thì chúng ta sẽ uh, bám sát những cái tín hiệu đã chúng ta đã phân tích ở quanh vùng 85 86 dự sẽ test lại và một cái cây nến như thế này. Thì tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng trên và sau đó thì có thể tính toán ở vùng 84 bởi vì đây là một cây nến đạp tương đối là mạnh. Uh, đối với đối với GTN các anh chị thì uh, trong tuần thì GTN sau khi mà nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật 19.5 đến khoảng vùng 20. Thì GTN đã có một lực hồi và lực hồi này đã đưa GTN về lại suýt soát ở cái vùng kháng cự đây này. Đấy các anh chị này, nên là cây nến này thì nó đạp chung với thị trường thôi. Còn về bản chất nếu như mà thị trường của chúng ta không có những cái biến động thì khả năng là về đến vùng này thì thì GTN vẫn có những một những cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Thì uh, nhịp chỉnh kỹ thuật này sẽ đưa GTN về lại quanh vùng uh, lại về lại đây thôi, 19.5 đến vùng 20 chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này. VTC uh, VDC thì uh, đã từ lâu rồi thì chúng ta có nói đến nhóm ngành hàng không Nó gặp một cái uh, tình huống khá là khó khăn uh, Tuy nhiên ở trong cái giai đoạn trước Trong giai đoạn trước đây đúng không ạ Hùng có phân tích một sóng lên của VDC Và sóng lên này thì đã đưa lên được đến target ở vùng 135 Sau đó những cái điểm chỉnh cung Và có phân tích lại một cái nhịp dự hồi lại ở Về lại vùng 134-35 Nhưng mà tuần trước, tuần trước cái này các anh chị này thì nó hồi lên được và cái điểm mẫu chốt của vấn đề bắt đầu từ cái tuần giao dịch 183 đúng không anh chị? Đó, khi nó quay về vùng 130 và nó test lại và nó test thất bại nên trong bản tin tuần là đã dự báo lại ở vùng 127 đúng không? Rồi về 127 nó bị phá luôn vùng 127 và thậm chí là trong tuần nó phá vùng 125 thì cái 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 sự vận động của cổ phiếu nó thông thường nó là như vậy, khi mà cái vùng hỗ trợ cao bị phá thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn. Và vùng hỗ trợ sâu hơn của VTC trong thời điểm hiện tại ở quanh vùng 116 đến khoảng vùng 116 5 khả năng VTC sẽ xây nền ở đây ở dịch bệnh thì vẫn đang khá là khó khăn nên là đường bay trở lại thì cũng cũng là một con đường khá là xa vời HvN thì tiếp tục chứng kiến một cái khoản lỗ tương đối lớn đúng không trong quý Hình như là có báo cáo quý rồi có đọc sơ sớt qua thôi thì với tín hiệu kỹ thuật của HVN ở quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 dự chỉnh về đây. ACV trong tuần vừa qua nó cũng đã bị rơi thì ACV có phân tích một cái nền tảng tích lũy của ACV quanh vùng 85 ở đây. Nếu như cổ phiếu này đi tiếp thì nó không được phép gãy cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh đây. Các anh chị có thể xem đây vùng 84 đến vùng 85. Nhưng trong cái bản tin tuần trước thì ACV đang gặp nguy hiểm và đến tuần này thì ACV đã chính thức đã chính thức như nào các anh chị đã chính thức rơi khỏi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì có thể tuần tới nó sẽ có một cái nhịp hồi nó có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 80 ở đây điểm hồi này mà đủ lớn thì nó sẽ về ở trên này còn nếu không đủ lớn nó quay lại mà nó gãy vùng 80 thì xu hướng của, của ACV sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục đi xuống anh chị nhá ACV cổ phiếu Mansan các anh chị à, họ nhà Mansan thì Mansan thì chúng ta có đánh giá rằng cái cái xu hướng của Mansan nó tích cực hơn cả à, trong tuần vừa tuần trước á, thì Mansan có một cái biên giao dịch tương đối tích cực ở 154 157 và dự quay lại test cung thì có hai điểm test cung 150 hoặc nếu test sâu hơn thì nó ở khoảng 145 ở à, nhìn về xu hướng nhìn về xu hướng thì thị trường trong tuần tới khả năng sẽ là xấu nên cái 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 gọi là cái, cái cái khả năng quay về test lại ở cái vùng đây, quay quay về test lại vùng 145 khả năng nó rất là cao. MML thì chủ đạo là bây giờ đang đi ngang tích lũy thôi, quanh vùng 80, sau hơn 75 hoặc là vùng 70 ở đây. À, ngắn hạn thì sẽ là như vậy. MSR trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái dấu hiệu tích cực khi mà nó công lại vùng 30 nhưng vẫn công không thành, tức là cái vùng kháng cự đây nó rất là mạnh đấy các anh chị này. Tuần cũ nó cũng công không thành và tuần này nó công lại lần thứ hai. Thì không thành thì nó sẽ quay về test thì nó cũng như tuần cũ thôi Đó các anh chị ờ, Điểm test kỹ thuật thứ nhất có thể tính toán ở quanh vùng 27 và điểm test kỹ thuật thứ hai ở khoảng vùng 25.5 vùng 26 sâu hơn Thì chúng ta sẽ lấy cái vùng 24 Tức là vùng 24 bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm gọi là điểm hỗ trợ Chúng ta cứ gọi là hỗ trợ, hỗ trợ trung hạn đi Đó ờ, Không thủng vùng 24 thì MSR có xu hướng đánh tiếp còn nếu thủng thì coi như là hết sóng Đó chúng ta không chống lại xu hướng cổ phiếu các anh chị nhé, Chúng ta đi phân tích và chúng ta nương theo ở uh, những cái xu hướng uh, về mặt tạo lập. Đó. Thì uh, tạo lập là gì? Uh, các anh chị có thể uh, hiểu nôm na tạo lập đó là những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Đó, uh, tạo lập có thể tạo lập tăng hoặc tạo lập giảm. Đó thì ví dụ như trong cái trường hợp này thì tạo lập của uh, BVH là chúng ta đang phân tích ở một cái đỉnh kháng cự. Và từ cái đỉnh kháng cự đó thì BVH đang đi ngang và với tín hiệu tuần như thế này, tức là BBH bị phá vùng 59 ở đây thì nó tương đối là xấu. Và với xu hướng hiện tại thì tuần tới BBH sẽ test lại vùng 57 và sâu hơn thì có thể tính toán ở khoảng vùng 56 ở đây, tức là nó uh, nó sẽ hình thành một cái máng ở bên này và chúng ta sẽ đánh giá những cái ý đồ tạo lập của BBH ở đây, chắc chắn là như vậy. Rồi từ những ý đồ tạo lập ở đây thì chúng ta mới có thể phân tích một sóng hồi hay không. Đó, thì đây các anh chị có thể xem lại đây. Đó, khi sau sau một nhịp chỉnh giảm ở đây thì bắt đầu phân tích một sóng hồi đây các anh chị. Đây là một trend lên và hiện tại bây giờ thì nó đang có. Đó. chúng ta nhìn tổng quan như này thì nó đang có một cái xu hướng chỉnh giảm ở đây. Đó thì nó giống như ở đây. Ờ, thì những anh chị em mà chúng ta liên tục theo dõi các cái bản tin tuần của ông Lê thì sẽ 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 bắt gặp những cái tình huống mà ông bắt đầu phân tích tín hiệu đảo chiều, tức là cổ phiếu đang từ trend giảm bắt đầu có một cái mũi tên xanh ở đây. Còn hiện tại là chưa có mũi tên xanh thì đồng nghĩa với việc là cổ phiếu đang chỉnh giảm hoặc đi ngang. Đó. Hiểu nó na như vậy thôi. À, đối với MWG, đối với MWG, à, đối với MWG như vậy là chúng ta có một cái target đỉnh cao ở đến thời điểm hiện tại đó là vùng 145 và gần như thì trong tuần vừa qua Uh, có những nhịp dự chỉnh và dịp như chỉnh như thế này, nó đang vi phạm cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 135. Đây là một cái tín hiệu mà đáng lưu tâm đối với các anh chị mà đang cầm cơ Tuần tới nếu như nó không lấy lại vùng 135 như vậy là xấu, như vậy là xấu anh chị nhá. Thì ngắn hạn chúng ta phải tính toán đến MVDucker có thể rơi lại ở vùng 125, tức là nó sẽ có những cái điểm rơi kỹ thuật về quanh 130 và sau đó thì ở vùng 130 có thể có một lực hồi thì chúng ta cần phải đánh giá xem cái lực hồi này nó có đủ lớn đủ mạnh hay không à, Trong trường hợp nó không đủ lớn đủ mạnh thì chúng ta phải tính ở vùng 125 đối với MWG à, Đối với PNG à, nhìn chung thì như vậy là cái xu hướng của PNG Chúng ta phân tích à, một cái target ở vùng 115 là không đạt rồi các anh chị à, Vì sao nó lại không đạt rồi bởi vì nhìn về tín hiệu tức là khi nó lên được 115 thì nó phải đảm bảo cái tín hiệu cái anh chị nhìn cái đường xanh đây tức là nó test lại cung và nó phải đảm bảo được tín hiệu kỹ thuật ở trên 102 và tín hiệu này nó bị mất rồi à, tín hiệu này bị mất thì đồng nghĩa với những cái uh, phân tích về target ở đây nó là vô nghĩa đó và nó chỉ đạt được như vậy là chúng ta chỉ có hoàn thành được target vùng 108 thôi 108 cộng cứ cho là như vậy thì đối với tín hiệu này như vậy là PNG cũng đang bị đạp tương đối mạnh ở đây và nó mất luôn cái vùng 97.5 là vùng hỗ trợ cái thuật ngắn ở đây. và với tín hiệu này thì chắc chắn PNG tuần tới không có phải lan tăn cái câu chuyện gì cả và PNG chắc chắn sẽ tiếp tục bị đạp. Và lực đạp có thể đi về khoảng vùng 80 88 đến khoảng vùng 90 và sâu hơn Uh, sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán một cái uh, một cái ngưỡng, ngưỡng chỉnh kỹ thuật ở đây như vậy là png cũng đã kết thúc một cái sóng hồi ở đây rồi và nó đang quay lại chỉnh giảm Đó. nhìn tín hiệu kỹ thuật như thế này là cơ bản là là xấu nhìn chung là xấu ri uh, có hồi nhưng nhịp hồi này cũng không đủ lớn để có thể break được những cái vùng uh, tạm gọi là kháng cự ở đây đúng không anh chị tức là ri ở trong nhịp cũ thì hùng đã đưa lên target 75 và dự kiến lên vùng 80 nhưng vùng 80 bị thất bại đó bởi vì là khi mà nó để nó lên được vùng 80 á, thì bắt buộc nó phải có những cái điểm test kỹ thuật ở trên vùng 73 đó đảm bảo nhưng mà vùng những cái vùng này nó bị đây các anh chị nhìn thấy này nó lên gặp 73 xong nó bị đạp xuống nhịp thứ hai nó cũng đang lên lại ờ, vùng này cũng gần suy soát được lên được vùng 73 nhưng không không trụ được ba cái nến này là ba cái nến mà À, cho thấy xu hướng của Ri không trụ được nên là Ri sẽ quay lại vùng 66 ở tuần mới sâu hơn thì sẽ tính toán ở vùng 63.5 tức là cái điểm mút ở đây ở à, trong trường hợp à, nếu như Ri bị gãy vùng gãy vùng này các anh chị nhé Ri bị gãy vùng 3 36.5 là một cái tín hiệu rất là xấu bởi vì khi Ri gãy ở đây thì chắc chắn là có thể nó sẽ rơi vào đúng cái nón này, này, này các anh chị này tức là nó có, có thể rơi đến tận vùng 50 thì uh, nếu như uh, đó nó cũng không có cái gì uh, gọi là ghê gớm hay cơ bản cả các anh chị nếu mà chúng ta theo dõi các bản tin tuần thì uh, từ cái vùng đây từ cái nón này lồng đã bắt đầu phân tích một sóng lên và đưa J lên khoảng vùng 73 đến vùng 75. Đó và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đang hạ độ cao của J, tức là ri lại bắt đầu có xu hướng các anh chị, xu hướng. Và cái xu hướng này như thế nào thì uh, cổ phiếu và thị trường thì nó luôn luôn biến động và ở ông nên sẽ căn cứ các cái dữ liệu, kỹ thuật thực tế để chúng ta có những cái phân tích định lượng rất là sâu về 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 thị trường. Cũng như về cổ phiếu các anh chị nhé Và những cái phân tích đó là những cái phân tích trực tuyến, chứ còn bây giờ à, tuần thì chúng ta sẽ à, phân tích ở một cái form à, chung chung như vậy và dự báo một cái tín hiệu như vậy. À, các mã ngành công nghệ FPT thì chúng ta thấy rằng là trong à, giai đoạn những cái tuần gần đây thì ông đã phân tích khá là sâu, khá là kỹ những cái ý đồ tạo lập của FPT. Vùng kháng cự của nó vẫn là 100, ở đây nó công lần thứ nhất, xong nó công điểm mút thứ hai và công lần thứ ba, như vậy là ba lần công thì vẫn chưa thể là bung được cái vùng 100 cộng. Lực cầu thì nó đang hơi bị hơi bị sút, đường mac hơi xấu. Với tín hiệu này tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở vùng 95. Nhìn chung thì FPT trong thời điểm hiện tại là nó đang đi tạo lập ở trong một cái biên khoảng từ 90 đến 100. Và kể cả ngay từ những cái thời điểm ở trước này, rất nhiều anh chị hỏi Hùng Lê là có bán FPT không? Thì quan điểm kỹ thuật là không gãy 90 thì chúng ta không bán. Đó. À, còn nếu gãy 90 thì chúng ta phải bán bởi vì chúng ta không chống lại được cái xu hướng của cổ phiếu đâu. Đó. với à, DGVK ở thời điểm hiện tại ở trong một cái nhịp sau một cái địp nhịp mà nó đi ngang ở đây quanh trăm linh tám năm đến khoảng trăm hai mươi dự kiến đánh lên khoảng trăm bốn mươi đến trăm năm mươi nhưng nó chỉ lên được bốn mươi trăm bốn mươi thôi và tín hiệu kỹ thuật này cũng đang cho thấy là Digigo bị thất bại ở vùng uh, test cung hỗ trợ quanh trăm ba mươi và khi mất một trăm ba mươi thì đương nhiên cổ phiếu nó sẽ bị đạp thì nó đạp về đâu đạp về trăm hai mươi và thủng vùng trăm hai mươi khả năng tuần tới thì khả năng khó để giữ ở vùng một trăm hai mươi đó là theo dự báo của hùng như vậy và khả năng sẽ rơi về khoảng vùng 1808 5 đến khoảng tầm 110 tức là rơi lại về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. Và khả năng vùng này thì nó sẽ tích lũy đi đi ngang thêm. đối với CMG cũng không thể bứt thoát được một cái vùng biên kháng cự của nó đây là vùng 65 cộng. Nhìn chung thì CMG đã test và tuần tới thì khả năng sẽ test ở quanh vùng 6x thủng vùng 6x thì nó sẽ rơi về vùng 52. Như vậy là về mặt tín hiệu kỹ thuật của nó ở đây thì cũng à, đang khá là nan giải các anh chị. HVH ở nhịp vừa qua nó đã có một nhịp đánh tương đối là tốt về mặt uh, dòng tiền nó đánh tương đối là tốt các anh chị. Um, chỉnh cung thì khá là khỏe nếu như trong trường hợp mà HVH kể cả tuần tới đi nó chỉnh lại uh, cho phép nó chỉnh lại về đây là biên chỉnh kỹ thuật của nó đây 11 đến 11.5 biên này nó tích nền ổn định á thì chắc chắn hvh sẽ đánh tiếp các anh chị có thể gom thêm hvh ở vùng này nó đang mất cạn vôn như này này trong những cái thời điểm mà cổ phiếu chỉnh mà cạn vôn như này đó là một tín hiệu kỹ thuật tương đối là là tốt các anh chị nhé và đáng lưu tâm rồi, uh, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm tiếp theo, đó là nhóm ngành dầu khí. Chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì uh, trong thời điểm hiện tại các anh chị cũng biết rồi, uh, trong tuần vừa qua thì VKT đã có một uh, cái tuần giao dịch tương đối là tiêu cực. Uh, sau khi mà chúng ta có nói đến phân tích các cái ý đồ về mặt kháng cự ở quanh vùng 85 ở đây thì VKT đã rơi và đương nhiên khi VKT rơi thì nhóm P nó cũng sẽ khá là khó khăn và nó không có những cái giao dịch khởi sắc à, thời điểm hiện tại thì VKT đã chạm về vùng hỗ trợ có thể nói là vùng hỗ trợ cuối cùng đi chúng ta nói như vậy vùng hỗ trợ à chưa ở à, vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng thì là nó chưa à, suy sót thôi đây mới là vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của VKT đó à, thì nếu như trong trường hợp mà VKT bị rơi ra bung ra khỏi vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng đây khoảng vùng 57 là xấu các anh chị, 57 đến 60. Ờ không biết xăng đã giảm hay chưa? Hùng cũng ít đổ xăng nên là không không hiểu là là xăng đã giảm hay chưa nhưng rõ ràng là VKT đã giảm. Khi VKT tăng thì xăng tăng rất là cao, chính vì xăng tăng nên là cái Uh, những cái tác động tiêu cực uh, lên uh, cả một cái 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 nền kinh tế của chúng ta nó là rất là lớn các anh chị chi phí tất cả mọi thứ đều tăng uh, chóng mặt và người dân của chúng ta sẽ là những người mà khổ nhất đó phải chịu hết tất cả ví dụ mua sắt thép thì sắt thép bị tăng xi măng tăng rồi uh, sữa tăng rồi những cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày ví dụ như là mì tôm cũng tăng các anh chị uh, hình như mì tôm cũng tăng kinh lắm đó thì nó sẽ gây nên những cái hệ lụy về nền kinh tế là rất là khó khăn trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này. thì uh, góc độ về đánh chứng khoán thì lại thích VKT tăng đúng không ạ? bởi vì VKT tăng thì mua dầu nó cổ phiếu dầu khí nó mới tăng. nó thì hiện tại là VKT đang có một cái uh, một cái nền tảng có thể dự báo về mặt phục hồi của giá dầu ở trong tuần giao dịch mới. thì đấy là một cái ý để chúng ta nói thêm. Rồi, chúng ta sẽ phân tích uh, sang mã cổ phiếu GAT. Thì uh, đúng như dự báo, GAT ở đây nhá, ông đã đưa lên được một target ở vùng 125 đến 130. Và chỉnh này thì bắt đầu hạ độ cao và đến thời điểm hiện tại là độ cao đã hạ đến vùng khoảng 95 đến vùng 96 ở đây. Thì vùng 95 96 này cũng chưa chắc đã là hết độ cao đâu, bởi vì uh, với tín hiệu như GAT hiện tại ở đây là đường mát đang cực kỳ xấu này. Nó đang cắm đầu như thế này thì cổ phiếu cấm không mà lên được nó chỉ có đi ngang với chỉnh giảm thôi ờ, thì trong trường hợp tuần tới các anh chị chúng ta sẽ quan sát uh, tiếp theo cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 95 có thể ở đây có một nhịp hồi và nhịp hồi này xong á, thì cái mô hình mùng đã vẽ cho các anh chị rất quen thuộc đúng không anh chị và chúng ta cứ nhớ như vậy sau khi nó hồi xong thì nó sẽ quay lại nó kiểm tra đáy ở đây đó và nó kiểm tra đáy trường hợp kiểm tra thành công và lực cầu đã bật quay trở lại thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta mua rất tốt nhưng trong trường hợp nếu như thủng đáy tức là nó bị đạp gãy ở cái vùng 95 này thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ cắm đầu đi xuống tiếp đó là một cái lưu ý uh, PLX đến thời điểm hiện tại như vậy là cũng chỉnh này và dự báo trong bản tin tuần thì chúng ta có dự báo về khả năng test cung đúng không anh chị đúng rồi khả năng test ở quanh vùng 55.3 nhưng vùng test này nó bị thất bại khi những cái vùng test kỹ thuật ở trên bị thất bại Thì nó sẽ đi về vùng dưới Nó chỉ có như vậy thôi Và vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của Pelix Ở khoảng vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 Trong trường hợp nếu vùng này tích lũy ổn định Thì có thể có một cái lực bật ngắn ở đây Còn nếu như nó đạp thủng luôn Thì các anh chị phải hướng đến cái vùng giá sâu hơn của Pelix Ở khoảng vùng 49.5 đến khoảng vùng 50 các anh chị Uh, pet đối với Pet ở trong uh, đối với Pet ở trong thời điểm hiện tại uh, các anh chị có thể nhìn thấy đây như vậy là Pet đã chỉnh giảm uh, trong tuần uh, chúng ta có dự báo vùng 28.5 vùng 29 uh, có một cây nến ở đây uh, có một lực bật lên rồi nhưng lực bật này nó cũng không đủ mạnh không đủ mạnh các anh chị và nó đang quay lại test lại vùng 3x uh, với tín hiệu uh, test kỹ thuật như này thì sang tuần tới khả năng là Pet sẽ có xu hướng kiểm tra lại cái biên chúng ta phân tích cũ ở đây lần 2 ở uh, PVT, uh, uh, chúng ta nhìn thấy đây, PVT ở đây các anh chị, PVT ở đây thì uh, nhìn chung nó đang đi uh, ngang đó Và điểm đi ngang này thì có một cái điểm uh, trong tuần uh, cũ á, là chúng ta có nói đến ở vùng 23 Thì vùng 23 này có ý nghĩa như thế nào? Đó là vùng 23 này có ý nghĩa quan trọng để xác nhận rằng PVT có hồi lại được hay không À, trong trường hợp nếu như tuần tới mà nó đây các anh chị này, đó nó chém được nếu như nó chém vùng 23 thì chắc chắn nó sẽ đi xuống. Đó mà nó trụ được vùng 23 thì chắc chắn nó sẽ đi lên. Đó nó chỉ có đơn giản về mặt kỹ thuật như vậy thôi. Như vậy thì tuần tới là chúng ta sẽ quan sát ở tín hiệu ở đây có một cây nến đè 23 hay không, đè lên hay đè xuống thì chúng ta sẽ phán đoán thêm uh, cái xu hướng đi tiếp theo. Nhưng nhìn chung thì uh, cái khả năng mà đè lên nó khá là thấp bởi vì thị trường hiện tại của chúng ta đang khá là yếu. Rồi PVS uh, trong một cái nhịp uh, sóng lên chúng ta đã đưa target của PVS lên khoảng vùng 31 ở đây Bắt đầu hạ độ cao xuống vùng 28, 28 thất bại rồi và hạ tiếp độ cao xuống vùng 25.5 Vùng 25.5 trong tuần thì chính thức tức là khi mà bản tin tuần 183 thì cũng có dự báo rằng khả năng cao Thì PVS sẽ quay lại ở vùng 22.8 đến khoảng vùng mấy đây này, vùng 235 có một cây nến rút chân lên nhưng cái điểm rút chân này nó cũng chưa thực sự là tích cực sau cái điểm rút chân đó thì cái lực cầu mà đổ vào PVS nó không có như vậy đó là những cái tín hiệu kỹ thuật mà nó đánh chưa thực sự là sắc chưa thực sự là sắc các anh chị thì nó quay trở lại và nó quay trở lại test thì tuần tới nó sẽ kiểm tra lại vùng 24-8 nếu như trong trường hợp thủng 24-8 thì chắc chắn là nó sẽ quay về Uh, kiểm tra lại uh, cung cầu kỹ thuật lần hai ở quanh vùng 228 22, đến khoảng vùng 23 ở đây chúng ta sẽ phân tích tiếp uh, xu hướng của PVB. Uh, đối với PVD. Uh, đối với PVD các anh chị, PVD đã có một lực hồi thì uh, cái, cái 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 hỗ trợ kỹ thuật của PVD dự kiến đó là vùng 23 đến vùng 24. Tuần vừa qua thì nó uh, có về ở trên vùng 24 cộng và nó hồi lên điểm hồi này nó đã lấp cái nến này thì gần như nó lấp lại ba cái nỗ lực của ba cái nến liền trước nó như vậy là khá là xấu. thì uh, thứ hai phiên ngày thứ hai thì chắc chắn là vùng 26 thì khả năng là khó giữ. Uh, xu hướng này thì uh, kỳ vọng thôi nhá kỳ vọng nếu như khỏe thì PVD sẽ test lại ở khoảng trên vùng 24 cộng ở đây tức là test đáy lần hai rồi. Uh, phân tích lũy tạo nền ở đây thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các cái yếu tố kỹ thuật của PVD ở đây à, rồi à, BSR các anh chị nhỉ đúng không nhóm P thì sẽ bắt đầu đến đây OK đối với BSR <laughs> đối với BSR ở đây thì nó đã có một lực hồi tức là trong tuần thì có phân tích à, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 19 năm vùng 20 cái này thì các anh chị nắm rõ rồi à, xem các video tuần thì gần như nó là chi tiết và có thể gọi là chi tiết đến từng mm đó à, chỉ uh, ra cho các anh chị ở đâu là hỗ trợ ở đâu là kháng cự đây kháng cự này nó hồi lên đây trước đây nó là hỗ trợ đây thì đây nó thành một cái mút kháng cự đây các anh chị nhé đó nguyên lý nó như vậy thôi thì br uh, BSR có thể quay chỉnh cung lại thì ngắn hạn thì theo quan điểm kỹ thuật cùng nó sẽ đi về lại thứ hai thì cái phiên 20.5 thì chắc chắn rồi nhưng mà có hay không thì khả năng là sẽ về 19.5 đến vùng 20 đấy này tức là test lại cung lần thứ hai ở cái biên kỹ thuật này, sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp ờ, OI, Ở OI, trong tuần thì nó cũng đã về lại ờ, đó, OI như vậy là đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây Ở ờ, bên này chúng ta bắt đầu hình thành một cái mô hình sóng lên Đó, từ đây này Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần khoảng 27 tháng 7 Các anh chị nhé, 27 tháng 7 ở, ở cái tầm đó thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng lên của OI Và đưa lên được vùng 18 Và từ vùng 18 này thì bắt đầu hạ và như thế này là xu hướng này là hạ rồi các anh chị chứ không không bật được nữa đâu cái khả năng đè lại 18 để lên 18.5 À lên 19.5 là rất là thấp rồi xác suất này bây giờ là xác suất gần như rất thấp rồi thì um, với tín hiệu hiện tại của oi thì oi sẽ quay trở lại test ở đây nếu khỏe thì test ở trên mút 15 còn không thì nó lại test lại ở mút 14.5 đến vùng 15 hôm na là như vậy đến vùng này chúng ta sẽ đinh lượng tiếp theo uh, POV kép nhìn về mặt kép uh, như thế này đó thì um, hỗ trợ này hỗ trợ nhịp này là đã nói rồi này phân tích rồi này 13.132 này trong tuần thì chạm 13.2 hồi lên à, lực hồi này không đủ mạnh để đè lại vùng 15 cộng nên là phiên ngày hôm nay thì nó chết chung với thị trường thôi nó chết chung với thị trường còn nếu như thị trường mà không chết chung không không chết đó, thì kể cả là về đến cái vùng 14.5 đến vùng 15 đây các anh chị này thì nó cũng sẽ chỉnh nhưng mà nó không chỉnh đau như thế này tức là đâu đó nó chỉnh khoảng tầm độ 14 thôi nó cũng bị đạp về tận 13 năm đó thì tín hiệu này thì cũng là xấu trong ngắn hạn và dự báo thì vùng 13 năm khả năng là khó giữ ở trong tuần tới và tuần tới thì chúng ta sẽ à, một lần nữa kiểm tra lại vùng 13 13 2 của POV kép và sâu hơn thì có thể sẽ phải tính toán đến vùng 12 năm trong trường hợp nếu như thị trường của chúng ta không đủ lực để giữ lại ở trên những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật và mốc hỗ trợ kỹ thuật như thế nào thì cuối bản tin thì cũng sẽ phân tích những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của thị trường ở trong tuần tới à, rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì uh, banh về chứng khoán đã có một nhịp giúp cho tạo lập long phái sinh rất là tốt ở trong những tuần trước đây đây à, một cái nhịp mà phái sinh long rất mạnh một cái nhịp phái sinh long rất mạnh ở đây anh chị, một cái nhịp phái sinh long rất mạnh đây đã uh, góp công rất lớn từ trụ, banh và chứng khoán để uh, tạo lập làm nên một cái nhịp như thế này. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng chính hai cái nhóm này thì cũng đã giúp cho tạo lập có được những cái gọi là những cái điểm, uh, những cái điểm sọc, những điểm sọc rất mạnh. Đó. Như vậy là cái công cụ uh, Chúng ta phải nắm được những cái công cụ Của tạo lập đúng không ạ Tạo lập thị trường Rồi giờ tí nữa chúng ta phân tích Chi tiết cái này các anh chị nhé Phần cuối bản tin Thì uh, đối với banh Ở trong uh, tuần vừa qua Và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay Nói chung là trong phiên giao dịch của ngày hôm nay Thì banh đã chính thức bị đạp Tương đối mạnh Và nó đã bị phá vỡ cái tính cấu trúc trong trong những nhịp ngắn hạn đó tính cấu trúc của trong nhịp ngắn hạn à, đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích việc có à, cái tính cấu trúc ở trong những nhịp ngắn hạn đó là gì đó là ví dụ việc nó phải sọt nhưng mà nó không được gãy vùng 102 5 thì đấy là tính cấu trúc ngắn hạn và khi nó phá vỡ cái tính cấu trúc ngắn hạn ở đây đó thì nó hỏng hết đó, chắc chắn khi phá vỡ 102 rồi, 152.5 rồi thì nó sẽ phá vỡ, đó nó sẽ đến những cái vùng tiếp theo đó, vùng 99. Vùng này mà bị phá vỡ thì nó lại đi về những cái vùng sâu hơn ở dưới này, đó là khoảng vùng uh, bao nhiêu đây các anh chị? 94 đến vùng 95. Thì uh, trong ngắn năng việc công anh sẽ quay lại vùng 97 và sâu hơn thì có thể phải tính toán ở vùng 94 đến vùng 95 các anh chị nhé. Công thương thì dự kiến ở nhịp này sẽ lên khoảng vùng 36, 36.5 Nhưng mà lên được đâu đó gần suy soát được thì nó đã bị chỉnh à, Đây là những cái nhịp mà công thương bị đạp tương đối là sâu Thì với nhịp đạp của phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã bị phá mất cái vùng 33 ở đây Thì khi nó phá vỡ vùng 33 thì ngắn hạn Ở đây có vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 Đó là vùng dự kiến mà công thương sẽ chỉnh lại ở trong cái tuần giao dịch mới Cái gì chờ ông tí chỉnh lại cái mic rồi. ACB. À, ACB cũng như vậy, à, dự báo về mặt ACB đó là dự báo lên khoảng vùng 30 đây này, lên khoảng đây bao, bao nhiêu? 35 3 35 36, à, cũng xí soát lên được rồi đó. Nhưng mà sau đó thì ACB bắt đầu chỉnh. À, và ACB nó cũng phá vỡ cái tính cấu trúc của nó khi nó bị mất vùng 34.5, đó là nó phá vỡ cái tính cấu trúc của nó. Và nó đi về lại đây Đóng cửa tuần ở đúng cái hỗ trợ nhỏ nhỏ đây những ờ, nhưng khả năng vùng này khó giữ các anh chị 32.5 khả năng khó giữ à, Tuần tới nó sẽ kiểm tra vùng 32 Sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 31 đó các anh chị Bởi vì nhìn như này thì lực uh, Lực đạp xuống đang tương đối là mạnh Lực đạp xuống tương đối là mạnh Thì thông thường sau một cái phiên đạp mạnh Đây này đây là những phiên đạp mạnh Thì nó sẽ thường có thêm khoảng một vài phiên ở sau đó Uh, BIDV BIDV ngày hôm nay cũng đã có một phiên giao dịch xấu và nó đã phá vỡ cái tính cấu trúc trong tuần thì nó không phá vỡ tức là vùng 44 nó vẫn trụ được nhưng mà phiên giao dịch này nó phá 44 thì nó sẽ đi về đâu về 42 42 và phá thì nó sẽ đi về 41 đến khoảng vùng 40 mươi uh, và với xu hướng hiện tại đó đường mát cắm dòng tiền cắm thì nó khó lòng vào một cái cây nến đạp như thế này đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây Sau một cây nến đạp mạnh đây Nó cũng như vậy ờ, Nó khá giống với uh, Các anh chị có thể nhìn thấy đây này uh, Xanh xanh lường trình nhá Đó xong đó nó đến cái điểm này là điểm điểm chết này Gọi là cái điểm mà uh, phá vỡ tinh cấu trúc ở vùng 42 Thì đây cũng xanh xanh lình trình này Sau đó đây là điểm phá vỡ cấu trúc ở vùng 44 thì nó sẽ phá vỡ 42 thì nó về đây này, 40 41 này, phá vỡ 44 thì về vùng 40 42 này, sau đó thì nó có thêm một vài cái nhịp đạp những cây nến đạp lình xình ở đây nữa, đó. Vậy thì ở đây cũng như vậy, mô hình nó không có gì, đó nó khá giống đấy các anh chị này, đó. Ở đây, đây Hùng cũng có phân tích một cái nhịp chỉnh hồi kỹ thuật nếu có và sau đó là một nhịp đạp tiếp thì đây cũng như vậy. Nếu khỏe thì thứ hai tuần tới hoặc thứ ba tuần tới nó có một cái nhịp hồi ngắn ở đây, sau đó nó quay lại test 42, cái 42 thì nó sẽ đi về ở dưới này. Đó, cách uh, vận hành của cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi. MBB và Vbank À, đối với MBB như vậy là tuần này nó cũng bị phá vỡ tính cấu trúc của nó ở vùng 3x 3x đã bị phá sau đó nó chỉnh về vùng 29, vùng 29 tiếp tục bị phá thì nó sẽ đi về vùng 28 đến vùng 28.3 ở à, vùng này phiên ngày giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra cái tính ổn định ở quanh vùng này nhưng khả năng cao thì À, với tín hiệu hiện tại như này thì rất khó để có thể trụ vững ở vùng này nó sẽ có hồi và sau đó thì nó sẽ đạp tiếp một nhịp nữa vùng 27 27 27.5 khả năng mới là những cái vùng mà MBB có thể về lại ở đó à, đối với vi cũng như vậy vi trong tuần thì nó đánh ở trong những cái tuần trước đây nó cũng hoàn toàn tương tự như tuần này tức là dự test thì chúng ta dự test ở 37.5 bị phá vỡ tính cấu trúc 37.5 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 35.5, đây, một cái nến và tuần tới thì xu hướng ở vùng 34, 34.8 đến khoảng vùng 35.5, nó sẽ kiểm tra cái cung cầu vùng này. Trong trường hợp nó không trụ được thì chúng ta cũng phải tính toán một cái nhịp nó sọc sâu hơn, đó là khoảng vùng 33.5 các anh chị nhé. Như vậy viewbank cũng đang tương đối xấu. Đây các anh chị này, đó, cái tính cấu trúc của nó thì nó sẽ lặp lại những cái tính cấu trúc của nó ở sau này. Techcom và TP Techcom uh, Techcombank ở trong những cái thời điểm hiện tại uh, Khi mà phân tích tuần á, Thì có nói đến cái tính tạo lập của Tech Ở vùng 54 Đến đây đạp, đến đây đạp, đến đây đạp Và nhịp đạp này thì uh, Trong cái nhịp đạp này á, đó Thì uh, nó cũng dự báo về Ở khoảng vùng 51 Nhưng mà tính cấu trúc ở vùng 51 này nó cũng đã bị phá vỡ rồi các anh chị uh, Khi nó phá vỡ ở vùng 51 rồi Thì nó sẽ đi lại một cái mút ở đây Ở vùng 50 Nhưng vùng 50 này thì sang tuần khả năng theo quan điểm kỹ thuật thì ông nghĩ là khó để mà có thể giữ lại ở vùng 51 à vùng 50. Và phải tính toán đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở vùng 48. Đây, ở khoảng quanh vùng 48. Cho tuần giao dịch mới. TP Bank nhìn chung thì nó cũng khỏe hơn so với các bank khác, đến thời điểm hiện tại thì nó chưa bị phá vỡ cái tính cấu trúc của nó, tức là nó chưa bị phá vỡ cái vùng 45.5 ở đây nên là tuần tới thì nó sẽ test lại vùng 45.5 và sâu hơn có thể vùng 44 Ở đây thì sẽ đánh giá thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở đây à, Đối với HD, HD Bank Sau một giai đoạn giao dịch tương đối là tích cực và tích cực nhất nhóm banh Phải nó trong giai đoạn vừa qua Thì HD Bank đang lình trình đi ngang này Những nhịp kéo xả Và sau những nhịp kéo xả đó thì nó sẽ quay lại kiểm tra cung cầu quanh vùng 3 sâu hơn ở vùng 29.5, nếu như mà vùng uh, vùng này mà giữ được tức là cái biên này mà giữ được á thì chúng ta có thể cầm lại cổ phiếu, còn nếu mà biên này bị phá thì các anh cũng chị cũng uh, chúng ta cũng sẽ nên chốt bớt bởi vì như thế là xu hướng nó sẽ xấu SHB dự báo target 26 trong nhịp này để đè đi tiếp nhưng mà nó chỉ lên được khoảng vùng 25.5 thôi thì đối với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SHB nó cũng đang quay lại test lại cái tính cấu trúc của nó và cái tính cấu trúc của nó là vùng 23 các anh chị tính cấu trúc của nó là vùng 23 à, thì tính cấu trúc của nó vùng 23 ở đây rồi á thì chúng ta sẽ quay lại về vùng 22 tuần tới thì khả năng cao sẽ quay về vùng 22 hoặc à, vùng 21 21.5 đến khoảng vùng 22 à, vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 Ok anh chị Uh, liên Việt put banh liên Việt put banh uh, liên Việt Putbank thì trong tuần nó cũng phá vào tính cấu trúc ổn định của nó ở vùng 23 đến vùng 23.3 đây là một cây nến phá uh, và sau cây nến phá này thì nó không thể bật lại được cái vùng cấu trúc của nó ở đây và cái hệ lụy là cuối tuần thì nó bị tạo lập đạp cùng chung với thị trường uh, với việc mà liên Việt Postbank bị gãy vùng 22 đây là một tín hiệu xấu và ngắn hạn thì có thể tính toán ở vùng 21 thậm chí sâu hơn thì có thể tính toán ở đây đó là vùng 20.5 20 đến 20 5 tức là nó sẽ rơi lại về cái vùng đáy của nó đây và về vùng này thì chúng ta lại tiếp tục đánh giá vậy lại đánh đánh giá một nhịp hồi phục kỹ thuật có thể có của Liên Việt Bốt banh đấy hay không STB nhìn chung là chúng ta dự báo lên vùng 32 nhịp này chúng ta dự báo lên vùng 32 đây nhưng mà chưa lên được lên được đến vùng 31 thì bị đạp và và tính cấu trúc của STB nó cũng bị phá vỡ khi mà nó bị phá vỡ vùng 30 như vậy là tín hiệu khá là xấu khi phá vỡ 30 thì nó sẽ đi về vùng 28 năm à, phá vỡ vùng 28 năm thì nó sẽ đi về vùng 27 trong khoảng vùng 27.3 với tín hiệu này thì STB sẽ đi về vùng 27 27.3 rồi cái này nó không phải tranh cãi cái gì nữa cả bởi vì với một lực đạp như thế này thì nó sẽ có thêm một cây đạp nữa đó thường thường như vậy rồi nó mới có thể hồi được đó, có hồi thì lúc đó nó mới hồi được BVB Đối với BBB thì nó cũng đã đạt được cái target 26 và sau đó thì nó chỉnh cung, chỉnh cung thì nó chỉnh quanh vùng 25. Ờ, với với mặt tín hiệu kỹ thuật ở đây vùng 25 nó cũng bị phá vỡ trong tuần vừa qua nên nó đi về lại về vùng 20, 20 mấy đi nhỉ. 23, 23.2. Ờ, nôm na thì nó sẽ test lại kỹ thuật của nó ở đây, vùng 22 đến 2.5 và sẽ có thêm cái đánh giá trong trường hợp nếu như vùng 22.5 bị phá vỡ thì chúng ta phải tính toán đến uh, những cái điểm uh, test kỹ thuật sâu hơn của nó đó là quanh vùng uh, đây 20 đến vùng 21 đây các anh chị này uh, thì cái sự vận động của cổ phiếu thì chúng ta cần phải đánh giá đây trong trường hợp nếu mà nó về đến vùng 22 và cầu bắt đầu bạn bắt trở lại và có một cây nến xanh đè lên đây thì như vậy là tốt nhưng trong trường hợp ngược lại có một cây nến đỏ đè gãy vùng 22 thì chắc chắn là sẽ đi về vùng 20 rồi đó 20 đến vùng 20.5 21 đó là cái câu chuyện mà không phải bàn cãi cái gì cả bởi vì cái cách vận hành của cổ phiếu nó là như vậy à, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến sang nhóm ngành chứng khoán thì nhóm ngành chứng khoán à, theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì nó vẫn là một cái nhóm ngành tốt vẫn là một nhóm ngành tốt bởi vì sao bởi vì là à, cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của nó sẽ vẫn ok trong những quý tiếp theo bởi vì là chúng ta thấy rằng là à, giá trị giao dịch của thị trường của chúng ta bây giờ nó rơi vào khoảng tầm độ 40.000 đến 50.000 tỷ ở trên một phiên nó rất là đều đặn. Tuy nhiên đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta không được đua xanh bởi vì sao? Bởi vì đua xanh thì nó sẽ có những cái nhịp mà tạo lập họ sẽ đánh gọi là đánh chốt hoặc là đánh để phục vụ về phái sinh. Ví dụ như vậy thì họ sẽ xả những cái cái nhóm về chứng khoán thì như vậy là chúng ta nếu chúng ta đua xanh thì nó sẽ rất là bất lợi. Và thêm một cái nữa ở trong thời điểm hiện tại đối với nhóm ngành chứng khoán đó, thì chúng ta đang từng bước xây thêm những cái target các anh chị Từng bước xây thêm những cái target Và sau những cái target đó thì chúng ta phải đánh giá xem Xem là cái khả năng nó có đè được hay không Nó có đè để nó đi tiếp được hay không Đó ví dụ như vậy Thì đè để đi tiếp thì nó lại có một cái tính cấu trúc của nó Sau khi các anh chị theo dõi những bản tin tuần gồm á Thì sau khi mà cổ phiếu đạt target Thì bao giờ cũng có một phân tích một cái nhịp chỉnh cung đó, vậy thì cái nhịp chỉnh cung đó là cái nhịp chỉnh mà để đánh giá cái tín hiệu hoặc là đánh giá cái xu hướng tạo lập đi tiếp của cổ phiếu hoặc thị trường và nếu như nó bị phá vỡ cái tính cấu trúc đó thì uh, đó là một cái tín hiệu xấu đối với tất cả cổ phiếu hoặc tất cả các nhóm ngành khi mà cái tính cấu trúc đó bị phá vỡ thì mình nhắc lại như vậy cho anh chị để anh chị hình dung được rằng à như vậy thì uh, chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào cho nó đúng cho nó trúng cho nó đủ đó thì uh, đối với vci vci là dự kiến là test cung này dự kiến test lại vùng 75 đến vùng 76 ổn định ở đây đúng không ạ? Thì nó sẽ đi lên vùng 85. Đây, cái cái dấu chém chém ở đây đó là cái target gần nhất mà chúng ta dự kiến. ở ờ, nhưng đây là một cái tính cấu trúc của nó như thế nào các anh chị? Nó bị phá bờ tính cấu trúc rồi bởi vì là mất vùng 85. À mất vùng 75. Thì khi mất vùng 75 rồi thì nó sẽ à, dự chỉnh lại. Đây thì nó lại đi về đây thôi. Đó các anh chị có thể nhìn ở đây. Thì tính cấu trúc thứ hai của cổ phiếu này ở quanh vùng 70. 70 mà bị phá đó 70 bị phá thì nó sẽ về vùng 65. 65 bị phá thì sẽ về vùng 60. Đó, cái cách mà cổ phiếu sẽ là như vậy. Còn trong trường hợp trong một cái sóng lên, khi nó phá vùng 65 thì nó sẽ đi lên ở vùng nào các anh chị? Nó sẽ đi lên vùng 70. Phá vùng 70 thì nó sẽ đi lên vùng 75, phá vùng 75 thì nó sẽ đi lên vùng bao nhiêu? 85. Đấy, cái cách lên là như vậy. Thì khi mà chúng ta phân tích một target lên thì lần lượt từng target và khi phân tích một cái điểm chỉnh kỹ thuật xuống thì chúng ta sẽ à, lần lượt phân tích theo những cái ngưỡng kỹ thuật như vậy đó thì cái bản tin này thì có thể cổ phiếu chúng ta sẽ không phân tích hết nhưng hùng phân tích rất sâu và rất kỹ và chi tiết từng cái ngóc ngách của vấn đề à, như nó giống như một cái bài giảng bài giảng á thì một số các anh chị có hỏi rằng là hùng có mở các cái lớp đào tạo để dạy không thì mình có cái gì đâu để mà dạy đúng không ạ mình là một cái hạt cát ở giữa biển khơi đó, kiến thức không có nền tảng không có nói chung không có gì hết chỉ có một cái đam mê và chỉ có một cái tâm huyết uh, tâm huyết uh, duy nhất làm sao để uh, mình có những cái góc nhìn tối ưu nhất tốt nhất có thể có gọi đó cái lực của mình đến đến như thế là mình đã cố gắng hết sức rồi đó, còn sau những cái cố gắng hết sức đó mà nó có sai nó có đúng đó và anh chị em cộng đồng nhà đầu tư À, thì chúng ta à, xem những bản tin tuần và chúng ta à, hiểu được cái cách vận hành của cổ phiếu hiểu được cái cách vận hành của thị trường rồi sau đó chúng ta à, cùng à, đầu tư đúng không ạ và chúng ta cùng cố gắng để chúng ta tồn tại được ở trên cái thị trường phải nói là à, kiếm tiền cũng rất dễ nhưng mà chúng ta mất tiền thì cũng cực kỳ dễ hơn đúng không ạ chỉ sơ sẩy một tí thôi chúng ta không để ý một cái thì à, tiền nó mất rất là nhanh đó. kiếm tiền cũng dễ hùng cảm cũng lẽ cảm thấy là như vậy thị trường chứng khoán nó là một cái một cái mỏ vàng rất là tốt một cái nơi mà chúng ta đào được rất nhiều tiền nhưng mà nếu như chúng ta không tuân thủ à, kỷ luật rồi không có những cái nền tảng kiến thức thì ở đấy cũng sẽ là những cái nơi mà sẽ chôn tiền của chúng ta đó họ sẽ cướp ở trên đấy là họ sẽ cướp đi tất cả của chúng ta về tiền bạc ở trên đó nên là chúng ta phải cố gắng thôi không có một con đường nào khác cả thì đối với VCI như vậy là sẽ dự chỉnh lại ở quanh vùng 70 và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát uh, tuần tới. Uh, đối với SSI, rồi target mà chúng ta xây của SSI ở vùng 56 và trong tuần vừa qua thì nó cũng đã đạt được. Sau khi đạt được á thì cái tính cấu trúc của nó ở quanh vùng 51.5 và uh, tín hiệu ngày hôm nay là nó đã bị phá vỡ cái 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 tín hiệu cấu trúc này. Thì nó sẽ test lại vùng 50 nhưng khả năng vùng 50 tuần tới thì khó giữ nên là chúng ta sẽ dự báo cái điểm uh, hạ cung kỹ thuật của nó ở quanh vùng 47 các anh chị. HCM rồi HCM là dự kiến là đi lên vùng 52 nhưng trong tuần là đi được lên đến vùng 50 chấm mấy đây này 50.7 khoảng vùng 51 thì nó chỉnh lại à, nó chỉnh lại thì cái phiên cái tuần này cũng là một cái phiên mà nó phá vỡ cái vùng 47 đó cái tính cấu trúc ổn định của HCM trong một cái nhịp sóng tăng à, và khi cái điểm nó bị phá thì nó sẽ đi về đây gần nhất đó là vùng 45 và vùng 45 này thì khả năng khó giữ các anh chị đường dòng tiền cắm đầu này dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này khó giữ xu hướng của HCM ở vùng 42 đến khoảng vùng 42.5 SHS <laughs> SHS là tuần vừa qua cũng đạt được đến cái target mục tiêu quanh vùng 56.5 và không đè đi tiếp được. À, sau đó nó quay về nó tích lũy. À, tích lũy thì cả tuần nó tích lũy đẹp, vùng 52 ổn định nhưng mà phiên kết tuần thì thôi chịu rồi. Với một cái cây nến như này thì uh, nó đơn giản là tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 46.5, thủng 46.5 thì uh, khả năng cao là đi về đây. Cái nón ở bên này thì chúng ta bê cái nón sang bên này. Đó, rồi chúng ta chờ đợi đợi uh, nhs rơi về cái nón này và chúng ta sẽ phân tích tiếp uh, CTS cũng đã đạt được đến cái target tương đối cao 47 tức là đối với nhóm ngành chứng khoán thì gần như trong tuần vừa qua thì nó đều đã đạt được những cái vùng giá mục tiêu ngắn hạn các anh chị nhé và sau khi đạt được vùng giá mục tiêu ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ chỉnh cung uh, nó chỉnh cung thì nó phải nằm ở trong một cái yếu tố tạo lập gọi là cơ bản đó, có tính cấu trúc ổn định của cổ phiếu và nó phải đảm bảo cái tính cấu trúc đó À, còn khi nó không đảm bảo cái tính cấu trúc đó Thì cái khả năng để đè cái kháng cự Tức là đè cái target gần nhất ở đây Để đi tiếp là nó rất là khó khăn Thậm chí là không còn à, Thì đối với CTS ở đây à, Nó test lại vùng 43.2 Và vùng này bị hỏng rồi Thì hỏng rồi Thì nó lại phải đi về đây thôi 37.5 vùng 38.5 Ở đây chúng ta sẽ đánh giá một cái lực hồi kỹ thuật của nó ở đây Sau đó nó sẽ quay lại test 37.5 lần 2 Rồi có biến hay không Thì phân tích tiếp Uh, MBS uh, như vậy MBS cũng đã đạt được cái vùng giá mục tiêu 45 trên 45 và sau đó nó chỉnh cung và điểm chỉnh cung ở quanh 42 cũng đã bị phá vỡ. Uh, với việc phá vỡ vùng 42 thì MBS sẽ đi về vùng 3 5 đến vùng 38.5 uh, thứ hai tuần tới chắc chắn kiểm tra vùng này. Ờ uh, vùng này mà không giữ được uh, thì chúng ta phải tính toán ở vùng 35, thậm chí là trong nhịp này thì uh, tạo lập có thể uh, nốt công thì đạp nốt về vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 sau đó mới kéo ở đây. Đó, vậy thì đây là những cái vùng mà chúng ta phải um, dự báo, dự báo để làm gì? Nếu chúng ta đang cầm, chúng ta ôm lại, chúng ta có chấp nhận được đến vùng 31.5 không? Đó, hay là chúng ta phải cắt lỗ? Thì cái đấy là các anh chị tự cân. Đó, còn nếu như trường hợp mà chúng ta mà à, tôi có thể chịu được cái ngưỡng lỗ đến 31.5 thì tôi ôm lại để tôi xem rằng à về thì nó cổ phiếu nó có hồi hay không. Đó thì cái câu chuyện là cầm cổ phiếu hay cắt cổ phiếu thì nó phụ thuộc vào cái 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 khả năng chịu đựng và cái tiền cái lượng tồn dư tiền mặt rồi cái số lượng cổ phiếu chúng ta đang nắm cái tỷ trọng danh mục của MBS ở trong cái tổng thể của chúng ta đó ví dụ như vậy ví dụ như chúng ta có 1 tỷ chẳng hạn và chúng ta đã tống đến khoảng tầm độ 900 triệu vào 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 MBS rồi thì chắc chắn chúng ta phải bán hạ tỷ trọng cổ phiếu để chúng ta đưa về cái thanh khoản của tài khoản đảm bảo để làm sao mà đến lúc về 31.5 chúng ta có đủ một cái lượng tiền mặt để chúng ta cân được ít nhất là 50 đến 100% số cổ phiếu chúng ta đang nắm. Ví dụ như vậy, đấy là một cái chiến thuật chém cá ở Tiến Thớt đã được chia sẻ rất sâu và rất kỹ ở trên các bản tin tuần các anh chị có thể xem lại à, Rồi về ngắn hạn thì MBS sẽ như vậy MBS sẽ như vậy, CTS đã phân tích rồi đúng không anh chị nhỉ CTS phân tích rồi đúng không ạ Ok CTS phân tích rồi à, Xong đến uh, những cái gì S uh, ta phân tích nốt BVS đi à, Đối với BVS thì cũng đã đạt được một cái target 43.5 và dự kiến lên cái vùng 48.5. À, tuy nhiên là tính cấu trúc của em này cũng đã bị phá vỡ sau khi mà nó đánh mất vùng 40. Đó à, phiên 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 kết tuần là nó bị phá vỡ hết cái tính cấu trúc ổn định của cổ phiếu. Thì với việc này thì chắc chắn là sẽ kiểm tra vùng 37.2 nhưng mà khả năng khó giữ ở khoảng vùng 36. Uh, vùng 36 này ổn thì được nhưng mà nếu mà không thì uh, nói chung là tạo lập họ hùa một phát nữa thì họ đạp một nhát nữa xuống đây rồi bắt đầu mới tính toán điểm hồi khoảng 31.5 đến khoảng vùng 32 FTS à, uh, đối với FTS thì nó cũng đã đạt được một cái target kỳ vọng ở vùng 77 còn target ở vùng 85 thì nó chưa xây được đó, nó sẽ lên được Và để lên được target 85 thì các anh chị có thể xem lại những cái phân tích của ông Lê Đó là cổ phiếu này nó phải chỉnh lại và tính cấu trúc ổn định của nó vùng 68 đến vùng 70.3 nó phải giữ được Ở phiên kết tuần như thế này thì hỏng rồi Về cơ bản là hỏng Thì tuần tới nếu mà khỏe thì nôm na ông chỉ test về khoảng vùng 60 thôi Vùng 60 mà gãy thì chắc chắn là về vùng 50 rồi Không có cái gì phải bàn cãi ở đây cả Đó vùng hỗ trợ cao mà bị mất thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ tiếp theo và vùng hỗ trợ tiếp theo của sau cái vùng 60 thì sẽ là vùng 50 AS nếu ai đang cầm thì theo quan điểm là cũng nên bán đi bởi vì ở đây là vùng 32 vùng 32 là vùng tương đối là mạnh ở đây đây này vùng 32 đang đang tương đối mạnh đây và nó cứ bào đi bào lại như này đó là chứng tỏ là một điều là cái động lực của cổ phiếu nó không thể đi được nữa và khi mà động lực không còn thì nên bán rồi chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu VND nhỉ đó, hết S rồi thì đến V ở VND thì cũng đã có đạt được một cái target tương đối kỳ vọng tương đối tốt các anh chị ở vùng 82.5 và sau đó nó chỉnh thì đi tiếp thì nó không được gãy vùng 75 và phiên nay thì nó đã bị đánh mất cái vùng 75 ngắn hạn thì tuần tới sẽ quan sát ở vùng 68 đến vùng 70 sau đó thì phân tích định lượng thêm VX VX cũng đã đạt được đến một cái target kỳ vọng tương đối lớn ở đây đó là vùng 36 đến 36 và không đủ năng lượng để đi tiếp lên vùng 40 và phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu bị uh, rơi uh, nó rơi như này thì phiên thứ hai tuần tới nó sẽ rơi về lại quanh vùng 32 thậm chí sâu hơn thì sẽ tính toán ở vùng 30 nôm na là vẫn giữ được 30 cộng đó, thì uh, các tài khoản có thể cầm thêm VX nhưng nếu mất vùng 30 thì khuyến nghị cũng lên là nên bán Uh, rồi, ok, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành nữa cũng khá là quan trọng, <laughs> nhóm ngành thép, đúng không anh chị? Uh, thì nói đến nhóm ngành thép thì trong uh, trong khoảng 4 tuần lại đây đúng không? chúng ta không phân tích nhưng trong bản tin tuần trước thì chúng lẽ bắt đầu phân tích À, bắt đầu phân tích những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng hỗ trợ kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay là một phiên tương đối là bất thường tức là thị trường đạp thì nó cũng bị đạp theo thôi như vậy thì sang thứ hai và thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở những cái yếu tố ổn định của Hòa Phát ở quanh vùng 48 quanh vùng 48 và cũng có thể cũng có thể cũng có thể phải tính toán một kịch bản xấu hơn của Hòa Phát và nhóm thép nói chung. À, có thể phải tính toán bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì nhìn thấy thị trường nó tương đối là xấu các anh chị, thị trường tương đối là xấu. Thì chúng ta lại phải tính toán một cái điểm xa hơn các anh chị nhá. Thứ hai thì sẽ là 46.5 đến 47.5 và chúng ta đánh giá cái vùng này vùng này mà ổn định mà tích lũy trở lại được và lực cầu bật trở lại được thì là có thể xuất hiện một sóng tăng ở đây. À, trong trường hợp nếu như vùng đó mà bị phá thì vẫn phải tính toán thêm ở vùng 44 và nôm na đối với thép Hòa Phát, vùng 44 sẽ là vùng cuối cùng. Các anh chị nhá, vùng cuối cùng gọi là trạm cuối cùng để có thể xác nhận rằng ông này ông ấy còn đi tiếp được hay không. Còn nếu trường hợp à, Hòa Phát mà bị mất vùng 44 thì bán ngay bán vội các anh chị như vậy là vào một cái downtrend tương đối dài Downtrend tương đối dài của nhóm thép ờ, khi mà khi mà hòa phát á, nó rơi ở vùng đây này ở cái vùng biên kháng cự này là cũng có phân tích khá là dài này vùng 56.5 đến khoảng vùng 57 58 gì đó và sau đó chúng ta bỏ phân tích bởi vì là thép đã bắt đầu chỉ giảm nhưng mà khi mà nó về lại cái nền này thì bắt đầu phân tích quay trở lại bởi vì kỳ vọng là à, kỳ vọng là quanh cái nền 48 này là cổ phiếu nó sẽ có một cái lực phục hồi đây, đó chính vì vậy nên là bắt đầu phân tích trở lại. Ờ, nhưng với tín hiệu cuối tuần này thì như vậy nó lại là xấu rồi, nó lại là xấu rồi. 46.5. Tuần tới thì chắc chắn sẽ có vùng 46.5, chúng ta sẽ kiểm tra thêm, các anh chị nhé. Đối với HSG cũng như vậy, đó ờ, sau một cái nhịp uh, rơi uh, tương đối là dài thì bắt đầu nhìn thấy một cái tín hiệu ở đây nó là tín hiệu tương đối là tích cực ở vùng 37.4 đến vùng 38 Tuy nhiên cây nến rơi ở cái tuần như này nó đang quay lại kiểm tra cung thì sau cái điểm đây cũng có đây đây cũng có một cây nến rơi mạnh nhé thì liền sau đó thì nó có có những cái cây nến gọi là cây nến kỹ thuật để lấp lại thì tuần tới nó có lấp lại hay không thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái dữ liệu của phiên thứ hai thứ ba trong trường hợp xấu trong trường hợp xấu thì trong trường hợp xấu thì phải tính toán ở vùng 36 và nó cũng hoàn toàn tương tự như là Hòa Phát. Nó hoàn toàn tương tự như Hòa Phát. À, và cái vùng uh, đối với Nam uh, đối với Hoa Sen, Hoa Sen anh chị đúng không? Đối với Hoa Sen thì cái vùng 33, 33 cũng là cái vùng à không phải 33 hay là 33 mấy. 32 năm thì phải. À đúng rồi. Thì cái vùng 32.5 cũng là cái cái vùng gọi là vùng cuối cùng, gọi là vùng này vùng hết đát đó, nếu mà vùng này mà phá nữa thì thôi. Thôi là kính chào tạm biệt các bác thép thôi chứ còn nếu mà cầm lại là chúng ta càng cầm lại chúng ta càng lún sâu vào nợ. À xin lỗi. À, lún sâu vào, vào 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 lỗ. Đó, bởi vì khi mà vùng 32.5 mà nó bị phá thì 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 cái lực giảm nó là kinh khủng. Nam Kim. À, đối với Nam Kim cũng như vậy. Ờ à, sau một cái nhịp chỉnh thì bắt đầu nhìn thấy à như vậy là ông ấy rơi về đây, về đến vùng 40 41 là khả năng là ngon rồi. Thì bắt đầu thăm dò quay trở lại ở đây, nhưng mà sau những điểm thăm dò thì đây là một những cái tín hiệu mà gì ạ? Tín hiệu mà đang cho thấy rằng ở những cái điểm thăm dò của chúng ta đây khả năng có vấn đề. Thì có vấn đề hay không thì chúng ta sẽ chờ phiên ngày thứ hai thùng 40 thì thì là có vấn đề rồi, thùng 40 thì là hỏng rồi. Nam kim mà thùng 40 là hỏng. Nam Kim mà thủng 40 thì nguy cơ cao nguy cơ cao là nó sẽ đi về những cái điểm à, hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đây nó 35 này 30 này 25 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như bên này thôi thủng 25 thì đi lên 30 thủng 30 thì đi lên 3 40 40 40 mà thủng thì đi lên 42 45 45 thủng thì đi lên vùng 55 như vậy là target mà xây ngược lên trên này như vậy thì target bên này nó cũng như vậy thôi đó thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 40 trong phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai tuần tới ở uh, TVN. Ờ uh, TVN cũng như vậy, TVN có đánh giá vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây 16 16.5 và có một lực hồi. Thì lực hồi này là lên được đến vùng 18.5 nha gần gần 18.5 thì nó bắt đầu nó quay trở lại, nó chỉnh chung với cả thị trường. Uh, phiên ngày thứ hai sẽ có 16 16.5, thậm chí là chúng ta có thể uh, có một điểm tả nó sâu hơn một tí, sâu hơn cái điểm này một tí, đó là khoảng quanh vùng 15. Thì uh, tvn thì chúng ta sẽ quan sát ở đây Rồi những cái điểm như vậy uh, Rồi TLH uh, Vùng kháng cự của nó Vùng đây, vùng 24 24 đây Trong tuần thì nó đã uh, Có một cái lực hồi phục tương đối tốt Từ vùng 19 đến vùng 20 Bay ngược lên trên này Và sau đó thì nó đang bắt đầu quay trở lại trình giảm Phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã bị Mất vùng 21 Và với tín hiệu mất vùng 21 Thì khả năng cao là tuần tới sẽ quay trở lại quay trở lại vùng 19 đến khoảng vùng 20 ở đây kiểm tra cung cầu rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm về sự phục hồi của TLH à, rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích để cùng xem nào xem là chúng ta sẽ đi phân tích cái nhóm ngành gì tiếp theo bây giờ đã là một giờ rồi chúng ta sẽ đi phân tích thêm một vài nhóm ngành nữa các anh chị nhóm ngành xe lắp ngày xe lắp cũng rất là quan trọng xe lắp và giao thông à, đối với mã cổ phiếu HHV, nhìn chung thì HV trong tuần vừa qua đã đạt lên đến vùng 26 và phiên nay thì nó chỉnh như vậy chỉnh như thế này thì nó có thể có ở vùng 24 à, sâu hơn thì nó lại quay lại vùng 23 và thậm chí là vùng 21.5 đến vùng 22 đây là những cái vùng à, nó chỉnh cung ở đây thôi thì nó cũng phải tuân theo cái xu hướng của thị trường thôi anh chị nó không có cách nào cả và chỉnh về đây thì chúng ta lại có. À, LDG à, hồi phục lên vùng 14, sau đó thì nó à, đây là đang là những cây nến mà cho thấy rằng cái sự khó khăn của LDG. À, ngắn hạn thì có thể LDG sẽ tiếp tục quay lại à, vùng 12 và sau hơn thì có thể vùng 11 đến vùng 11.5 ở đây, đó là những cái tín hiệu kỹ thuật của LDG. À, DIG DIG, cũng đang mọi người cũng đang quan tâm. Thì đối với DG ở đây đó là vùng um, các anh chị vùng 72, có đã có phân tích rồi. Như vậy là tuần này nó đã một vài lần chạm vùng 72 nhưng vẫn chưa bật được. Và nó đang quay lại đúng vùng 65 ở đây. Tuần tới thì xu hướng này thì vùng 65 khả năng khó giữ bởi vì thị trường chung nó đang đang lắc mà. Nó lắc lắc thì nó sẽ khó giữ và có thể nó sẽ quay lại test lại vùng 60 lần hai đối với DG. Đạt phương thì nhìn chung vẫn đang khá là tích cực khi mà nó vẫn đi ngang được quanh vùng 85.5 trên góc độ kỹ thuật thì các tài khoản cứ cầm. Có thể cứ cầm, nếu như nó không gãy 77.5 thì chúng ta cứ cầm, còn nếu trong trường hợp gãy 77.5 thì chúng ta nên chốt bớt. Uh, C2, C2 đã có lực hồi. Lực hồi này thì nó không đủ lớn để đạt lại target cũ mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng 32.5 và nó đang quay lại điểm quay lại này thì chắc chắn là quay lại vùng 26 rồi không phải bàn cãi ở à, sâu hơn thì có thể phải tính toán ở vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 đấy là những cái vùng mà xe có thể dự test quay trở lại à, đối với S99 chín à, như vậy là cái target của S99 đến thời điểm này đạt được đến cũng là nó đạt được đến khoảng vùng 28 cái gì nhỉ 28 với những tín hiệu này thì khả năng là khó rồi cái việc mà để quay lại trên này là khó rồi Tuần tới thì nó sẽ quay lại vùng 21 kiểm tra cung cầu vùng 21 thậm chí là có thể vùng 20 đó nó để té lại đây này rồi à, sau đó thì đánh giá thêm ở vùng này các anh chị nhé HBC uh, HBC thì nhìn chung là vẫn đang còn khỏe đấy chưa 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 ốm thì HBC đang có những cái sọc này sọc đỏ này một sọc này hạ một sọc hai sọc ba sọc và đây sọc thứ tư. Thì cái sọc thứ tư này thì cũng tương tự như vậy thôi, nó sẽ có vùng 23, còn sâu hơn thì nó sẽ có vùng 21.5 đến vùng 22. À về cơ bản thì chúng ta sẽ quan sát những cái điểm uh, điểm hỗ trợ kỹ thuật của HPC HPC điểm này đó. Trong trường hợp nếu mất 21.5 thì ta chào tạm biệt, đó à, chúng ta làm kèo mới. Sell thì đang có một lực hồi và theo quan điểm kỹ thuật nha các anh chị đang cầm sell chúng ta bán đi, bởi vì ở vùng 45 đến vùng 46 47 đây đây là vùng kháng cự rất là mạnh đừng có tham nữa bởi vì các cụ bảo rồi tham thì thâm đó nên cái đoạn đó là chúng ta phải té thôi đối với 55 thì vẫn đang uh, gặp một cái vùng kháng cự tương đối dài vùng 58 đến vùng 60 này nó chưa có nhiều động lực đâu phiên ngày hôm qua thì khá là tốt nhưng phiên nay thì <laughs> thị trường chung nó nó kém nên là nó sẽ quay lại uh, khả năng ở uh, theo dự báo Hồng Lê thì nó sẽ quay lại ở khoảng vùng 54 kiểm tra cung lại thậm chí sâu hơn thì có thể là vùng 49 đến vùng 50 chính là cái vùng chỉnh cung ở trong cái nhịp này ở à, vùng chỉnh cung này thì cũng đã có phân tích rồi, đúng không các anh chị? L18, L18 hiện tại đang khá là ẩm. À, tuần cũ nó đã có một lực hồi, nhưng lực hồi này nó cũng không đủ lớn để đi tiếp, nên nó đang quay lại này. Quay lại đúng 50 đúng không? Hôm nay đóng cửa đúng 50, tức là biên hỗ trợ dưới. Khả năng vùng 50 này khó giữ, nên là cái biên 40 đến biên 45. Uh, khả năng là sẽ hứng ở bên này như thế này thì lại đi 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 về bên này cái 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 nón này uh. Uh, khả năng là khó giữ rồi khó giữ rồi và nó lại đi nó kiểm tra lại cung cầu ở bên này rồi chúng ta sẽ đánh giá tiếp hồi UB thì nhìn chung vẫn đang khá là tích cực khi mà nó không bị phá vùng 32 hai tuần gần đây là nó cứ đi vòng vo vậy thôi như vậy là một tín hiệu kỹ thuật khá là tốt Và các anh chị chú ý ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 32 Trên trang kỹ thuật tuần Trang kỹ thuật tuần thì uh, kỳ vọng lên được đến khoảng vùng 37.5 Chúng là mới lên được vùng 36 thì bị đổ Thì chờ thêm thôi uh, Phân tích hệ 4 mã cổ phiếu uh, cơ bản Đó là LCG Thì LCG ở trong nhịp này Nó đã break lên và đang đi khá là, khá là tốt Khá là tốt target dự kiến ở vùng 23.5 chỉnh cung 21 21.5 sâu hơn trong tuần tới có thể tính toán ở vùng 20 chúng ta sẽ tích tiếp. À lấy uh, <laughs> tuần vừa qua tiếp tục uh, quay trở lại target ở vùng hai uh, vùng mấy đây các anh chị, vùng 19 đến vùng 20 và nó đang bị chỉnh cung trở lại. Thì điểm chỉnh cung này thì lại đưa cái dự báo của chúng ta thôi. Đó, ta dự báo về khoảng vùng 16.5. Ở 16 đó mà sâu hơn thì ở vùng 14.4 đến khoảng vùng 15 và đến vùng này thì tiếp tục đánh giá tín hiệu kỹ thuật của LIG. Uh, TG cũng nằm trong hệ thống bốn cái mã cổ phiếu đi kẹp với nhau. TG thì trong tuần vừa qua nó tích lũy nền tương đối là tốt đó và cái điểm mấu chốt của TG đó là vùng 19. Vùng 19 nó không phá thì cái cơ hội bật tiếp là còn. Còn trong ngược lại nếu như nó đè gãy 19 thì như vậy là cổ phiếu sẽ quay về test cung chỉnh nền. Phiên ngày hôm nay TG như tăng kịch trần và với một phiên tăng mạnh như thế này thì nó sẽ trả cung thôi, nó cũng không, không 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 đi như thế được đâu các anh chị. Khỏe thì nó sẽ trả về khoảng quanh vùng 21. Quanh vùng 21 là khỏe đấy. ITC ITC ngắn hạn là chúng ta kỳ vọng vùng 26 khoảng vùng 27 chiết soát đạt và phiên ngày hôm nay thì nó cũng rơi lại cùng với thị trường chung với phiên rơi này thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 22 rồi đây vùng 21 và sâu hơn có thể tính toán ở đây đó là vùng 19.5 đến vùng 20 à, đó còn cái vùng đó mà bị gãy thì như vậy là à, cần phải bán ra cần phải bán ra anh chị bởi vì khi vùng này mà bị gãy thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ chỉnh uh, rơi và chỉnh giảm rất là là mạnh ở sau đấy. Cổ phiếu Fuji song bà STS cũng đang ừ, đang khá là hay. <laughs> uh, nhìn chung thì nó do thị trường thôi nhưng mà về mặt uh, yếu tố tạo lập là cổ phiếu này vẫn đang giữ được ở vùng 75 cộng như vậy là tương đối là tốt. Ờ uh, trong tuần tới uh, chúng ta sẽ tiếp tục uh, quan sát ở vùng 75 cộng. Ổn định là ok, còn nếu mà phá 75 thì khả năng thì nó sẽ đi về vùng 71 đến vùng 72 thôi. Uh, trên uh, quan điểm trang kỹ thuật tuần thì uh, sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này đi ngang, đó đi ngang tích lũy ở biên ở ờ, kỹ thuật ở biên 60 đến biên 65 thì chúng lẽ bắt đầu đánh giá rằng là khả năng thì cổ phiếu này sẽ có một cái 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 nhịp đi tiếp, tức là có một cái nhịp tạo lập đi tiếp ở đây nên chính vì vậy nên là đã có phân tích khuyến nghị trên nhóm. Rồi, chúng ta sẽ đi uh, phân tích nhóm ngành uh, cao su đi, chúng ta phân tích những cái nhóm ngành cơ bản trước nếu trường hợp cổ phiếu PEN mà không phân tích được thì các anh chị uh, quan tâm đến mã nào thì chúng ta có thể À, nói đến mã đó cũng được chúng ta phân tích như vậy đi à, phr Nhìn chung thì đó đạt được 76.5 à, nhịp này tuần này có hồi nhưng mà cây đến này là đạp tương đối là mạnh này với lực đạp này thì 68.4 và sau đó thì chúng ta sẽ chú ý thêm cái vùng 65 nôm Na là có thể cho phép chỉnh về vùng 65 trong trường hợp mà 65 trụ được là cầm còn 65 mà không trụ được là tiến khách Uh, DPR nhìn chung thì nó vẫn đang đi ngang uh, vùng kháng cự 80 tức là cái target 80 này là đã đạt được rồi uh, đó là hai ba lần bò lên được đến đây rồi thì bây giờ nó đang chỉnh cung thì uh, những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của nó đó chúng ta có thể tính toán quanh vùng 77 anh chị nhé nó na là như vậy uh, VHG trong tuần vừa qua thì VHG đã đánh tương đối là tốt và tích cực sau những điểm chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 6 và vùng dự kiến ở vùng 5.5 đến vùng 5.7 đấy là hai cái vùng mà dự kiến VHG chỉnh cung về. Đó thì nó đều đã chỉnh cung tương đối là tốt. Ở phiên ngày hôm nay thì VHG cũng bị đạp mạnh, tức là nó lấp hết lại được, nó lấp hết lại cái nỗ lực của phiên tăng ngày hôm qua. Nhưng nhìn chung nó vẫn đang ở trên 7 cộng thì cũng tạm ổn. Tuần tới thì nó có thể hồi và target này thì đang hướng về vùng giá mục tiêu 8.3. Và sau cái 8.3 rồi thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái target tiếp theo của VHG. GVR GVR ở đây tuần cũ là chúng ta phân tích một cái hỗ trợ ở đây vùng 36 hồi lên thì nó chạm kháng cự 39 và nó bị đạp lại tuần tới lại lại quay lại ở đây thôi lại quay lại điểm uh, quanh vùng 35.5 35.5 đến khoảng vùng 36 nói chung hỗ trợ đây 35.5 đó <laughs> thì nó lại quay lại cái này để nó kiểm tra cung cầu đây và sẽ đánh giá thêm DRI thì nhìn chung trong giai đoạn này đánh cũng tương đối là nét đấy Nó đang xây nền này và nó không thủng vùng 15 này ờ, Đã có những điểm đánh nháp Tức là đánh nháp vượt vùng 17 Như vậy là tạm ổn Tuần tới thì sẽ quan sát điểm trả cung Nếu khỏe là sẽ trả về quanh vùng 16 năm Vùng này mà ổn định Và lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 2,5 triệu 3 triệu cổ phiếu Thì DRI sẽ hướng về cái target mà chúng ta đang dự báo đây Nó khoảng quanh vùng 19 Rồi phân tích thêm một số mã cổ phiếu nhóm PEN. ông sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu nhóm PEN DLG. DLG thì cũng đã có một lực đánh tương đối tốt. Chạm lại 8. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng kháng cự ở vùng đây. Chúng ta có phân tích rồi. Vùng 8 đến vùng 8.2. Tương đối là mạnh. Và phiên này hôm nay lại bị đạp. Như vậy thì ngắn hạn sẽ có vùng hỗ trợ 6. Hoặc là vùng à, 6.5. Hoặc là vùng 6. À, D... à, TTF. TTF thì đang hướng đến target 12.5 Trong tuần vừa qua thì cũng đã có những cái điểm đánh tương đối là tốt Nhìn về mặt ý đồ trong ngắn hạn Như vậy là TTF vẫn đang giữ được vùng 11 là đẹp này Như vậy phiên ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 1 đây Trong trường hợp thủng 11 khả năng thì thủng ấy khó giữ vùng 11 Tức là nó sẽ phải về lại cái vùng 10 đến khoảng vùng 10 chấm mấy đây 10 3 để tích lũy trở lại đối với TTF rồi, uh, KSQ những cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc đúng không ạ, mã cổ phiếu penny. Thì KSQ nhịp cũ là đạt được đến gần vùng 11 ở đây này, phân tích này, nó chỉnh này. Thì KSQ có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị, tuần tới sẽ có vùng hỗ trợ 8 và vùng 6.5 với vùng 7 đã phân tích rồi thì tạm thời sẽ quan sát ở những cái vùng đó. Uh, PVL PVL ở đây bây giờ nó sẽ um, đánh giá về mặt kỹ thuật như nào tức là nó đã đạt được những cái vùng target cực kỳ tuyệt vời 20 trên 20 và nó đang có những phiên đi ngang thì những phiên này thì nó có hai tình huống một là đi ngang này để nó gọi là tích lũy cung cầu để nó đi tiếp vậy thì nó đi tiếp được á, thì nó cần phải giữ lại được trên vùng 18 cộng đó tức là tuần tới khả năng sẽ test lại vùng 20 là cao và sau đó thì có thể vùng 19.5 vùng 18 ở đây này Ờ, vùng này mà không gãy thì cái cơ hội để nó đè lại vùng 25 là còn Nhưng mà nếu mà gãy vùng 18 thì có thể gọi, tạm gọi là coi như là như vậy gọi là hết sóng ngay chị Ở ờ, AR ờ, AR Trong 2, 3, 3 tuần trở lại đây thì AR gặp cái kháng cự 11 tương đối mạnh và vẫn chưa thể công nổi Ờ, nhưng điểm tích cực của AR đó là vùng 9 đến vùng 955 thì nó vẫn đang tích lũy lại được. Như vậy là trong cái giai đoạn này tạm thời không đi ngang và cái, cái gian lại đi ngang này thì sẽ giúp sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật mà sẽ giúp cho chúng ta nhận diện thêm còn hiện tại thì chỉ có phán đoán ở trong cái vùng này và phải tiếp tục quan sát thôi ờ uh, qbs ở đây của chúng ta rồi các anh chị qbs ở đây thì uh, nhìn chung nhìn chung về mặt tạo lập là tương đối tốt có phân tích vùng hỗ trợ 5.5 đến vùng 5.5 đến vùng 5.7 và xa hơn thì ở vùng 7.3 ở đây, 7.3 đây. Là target kỹ thuật thì gần đạt được. Vượt 7.3 thì có vùng 8, như vậy là tạm thời thì chúng ta sẽ ngắm ở hai cái vùng vùng này. Ờ à, KSH tuần vừa qua cũng tăng khá là tốt và hiện tại thì ông này ông ấy chậm công bố báo cáo nên là nó đang nghỉ giao dịch, không sao cả, kệ nó cùng lắm thì nó là đá một tuần một trận như là HVG như hùng vương thôi cũng không có vấn đề gì cả à, còn những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì uh, như thế nào mới gọi là đầu cơ tức là nó không có tính ổn định về mặt cơ bản đâu anh chị thì người gọi là đầu cơ thì có nhiều cái trường phái à, trường phái đầu tư giá trị có có trường phái đầu tư đầu cơ ví dụ vậy. À, có trường phái đầu cơ đó thì đối với các mã cổ phiếu đầu cơ thì nó tăng tốt và khi giảm thì nó cũng giảm nhanh đó vậy thì cái thời điểm của chúng ta À, lên 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 thuyền. Đó ví dụ KSH thì có phân tích một nhịp chỉnh này, quanh vùng 5.5. Rồi à, dự kiến nếu có thì sẽ ở sẽ ở biên là biên 5 đến 5.2 nhưng mà tuần không không về đến đây. Khả năng ngắn hạn thì kỳ vọng vào khoảng vùng 7.5. Rồi, nói đến KSH thì phải nói đến CDO đúng không? Tứ trụ điều đình. Thì CEDO tuần vừa qua là đã đạt đến cái vùng giá mục tiêu 8 đến 8 thì nó chỉnh thôi. Nó chỉnh cung như vậy là phiên này nó cũng đã chỉnh cung khá nhẹ nhàng. Nhìn chung khá nhẹ nhàng. Thì sang tuần tới đô có thể chỉnh về khoảng quanh vùng 7 hoặc sâu hơn. Đó là vùng 6.5, vùng 6.8 thì cũng sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu tích này ở đây. Ổn định người ta lại cân thôi. Ta đánh cái nhịp ngắn ngắn như vậy. Làm 5-10%. À, à không phải. FBD, FBD mới là nằm trong cái fit thì cũng là là đầu cơ nhưng FBD nó phải nằm trong cái hệ này. Ta phân tích cái hệ này đã. Thì FBD ở đây FBD ở đây. Ờ uh, nhịp này nó cũng đã uh, chạm lại được đây này này, tức là cái vùng kháng cự nhỏ nhỏ này ngày hôm nay chạm lại vùng 9.6, hôm nay đấy chạm 9.6. Thì nó lại bị đạp. Với lực đạp này thì chúng ta lại có vùng 7.4 đến khoảng vùng 7.75. Đó, sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta phân tích thêm đối với HSL đang công cái vùng 10 tương đối khó khăn, hai tuần vừa qua nó công mãi vẫn chưa thủng, nhưng trên góc độ kỹ thuật thì HSL vẫn đang đáp ứng được những cái tiêu chí đó là gì, đó là ông ấy vẫn đang ở trên khoảng vùng 9.3 và sâu hơn là vùng 9 những cái yếu tố tạo lập của HSL đang tương đối là ổn ở trên những cái vùng này thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ quan sát thêm để đảm bảo rằng cổ phiếu còn có thể uh, tiếp tục hành trình. HQC, HQC phiên ngày hôm nay giao dịch tốt thế nhưng mà vẫn bị tụt. Đây, quả này tụt. Đây vẫn tụt, tức là nó chạm lại cái vùng 7.4. Cái vùng 7.4 là cái vùng mà bị chốt tương đối nhiều. Uh, nhưng nhìn chung thì HQC vẫn đang có những cái tính tạo lập tương đối tốt. Đó, đó là gì? Đó là nó vẫn đang giữ được vùng 6.3 Tuần tới có thể quay lại vùng 6.3 Kiểm tra lại cung cầu một tí Thậm chí sâu hơn có thể vùng 6 Và nếu sâu hơn nữa Thì chúng ta vẫn có thể cho phép HQC Ở khoảng vùng 5.5 thôi đó Thì đấy là những cái tính tạo lập mà HQC vẫn đang giữ lại được Thì đấy là những cái yếu tố Mà để giúp cho chúng ta định lượng thêm HHS Ok các anh chị Đối với HSS là chúng ta có một cái vùng kháng cự đây là vùng 12 12 đây, 12 đây Thì ngắn hạn nó tạo, nó 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 test lại đây Đó là vùng 10.5, đến 11 khả năng sẽ quay lại đây sâu hơn thì có thể cho phép test lại 10 Và nôm na là cứ ở trên 10 thì là cầm Còn nếu mà thủng 10 thì ta cũng chia tay anh hạ Đó, không có vấn đề gì cả Đó, cứ theo tín hiệu thế chúng ta làm Ở VTV trong tuần vừa qua có một điểm mua Và đâu đó điểm mua đây này Uh, vùng hỗ trợ nói chung là VTV ở đây là có 8.5 đến vùng 8.8 đó là những cái vùng hỗ trợ về mặt thì đấy kỹ thuật thì chúng ta gom và lên đến vùng kháng cự đây. Thôi tạm thời ngắn hạn là thị trường nó cũng chưa có thực sự khởi thác nên là cứ gom thấp thấp ở dưới này lên tạm tạm đây chúng ta đẩy bớt đi. Đánh ngắn vậy. Uh, TLD <laughs> đang giao dịch tương đối là ổn và dự kiến thì sẽ cán cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta dự báo ở đây đó là vùng 14. Uh, nói đến tl TLD thì phải nói đến TNI đúng không? ạ và bây giờ ông sẽ phân tích sâu hơn một tí về cổ phiếu TNI uh, rồi TNI uh, cũng đã đạt đây các anh chị. Uh, nếu như chúng ta ở trên bản tin tuần đúng không? chúng ta có phân tích một cái target cao nhất của TNI gần như đến là 14 đúng không? chính xác. thì khi cổ phiếu này nó đạt được được đến đây thì các anh chị nhớ này đây là một cái phiên này một cái phiên này gọi là cái phiên mà cổ phiếu biến động mạnh này. Được chưa? Đạt target này nó hội tụ rất nhiều yếu tố kỹ thuật này Xong đó là lực đạp của cổ phiếu này đã vượt trung bình 21 phiên này Và giá đóng cửa tức là trong phiên biến động mạnh và là nó lại vận động ở vùng đỉnh Thì không có lý do gì mà chúng ta không chốt hàng cả Cổ phiếu đầu cơ mà các anh chị những cái gặp những cái tín hiệu này mà chúng ta vẫn ôm lại hàng Thì 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 đấy là là thần kinh sắt thép chứ không phải là thần kinh con người đó Và sau cái phiên đạp này thì đó các anh chị có thể nhìn thấy đây như vậy là gì? Chúng ta có đủ thời gian, có đủ công cụ và có đủ cái cái cách để xử lý chứ không phải là nó đang đang như này xong nó 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 đạp đấy. Đây là một cái phiên phân phối hàng và nó đạt đủ hội đủ rất nhiều các yếu tố kỹ thuật mà chúng ta không chốt nữa thì 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 cũng đúng là chịu đúng không ạ? Đấy nên là Hùng mới bảo rồi là chúng ta ăn vừa vừa thôi Chúng ta ăn no quá là nó nặng bụng Mà nặng bụng mà không chạy được đâu Đấy trong cái giai đoạn hiện tại là cứ chấp nhận nó Uh, xem xem đó ILA cũng như vậy đúng không anh chị ILA trong tuần vừa qua đạt đến soát đạt đến 17 và sau đó nó mới chốt và tất nhiên là ILA thì nó chốt từ từ chứ nó mới chốt sốc kiểu như là TNI thì trong ngắn hạn là ILA có thể quay lại về vùng 12 và về vùng này thì chúng ta kiểm tra cung cầu SD6 có phục hồi <laughs> có lực phục hồi nhưng mà không đủ lớn nên là phiên ngày hôm nay lại tiếp tục quay lại ở vùng 8.8.4 đến 8.6 của tuần tới sẽ kiểm tra cung cầu đây thậm chí sâu hơn ở khoảng vùng 8 anh chị sẽ quan sát AMD đã khuyến nghị nhặt lại trong tuần vừa qua à, một cái điểm nhặt cũng tương đối là tốt nhưng mà cuối tuần thì như là cũng à cũng khỏe đấy nhìn chung là khỏe thì đối với AMD chúng ta có phân tích một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, nếu không nhầm thì ở vùng 5.75 đến vùng 5.9 và đây thì nó lình trình ở một những cái phiên gọi là gì ạ, ở phiên này, phiên tích nền. Và trong tuần vừa qua thì nó đã bật lên và sau điểm bật này thì AMD ngày hôm nay đóng trên 6.5 là đẹp đó Cơ bản nhịp này thì chúng ta lại hướng AMD về khoảng vùng 7, về đến vùng này thì có hàng này cái chốt bớt đi các anh chị. nó ví dụ thế. Rồi uh, chốt ở vùng đó rồi thì biết đâu nó lại quay lại nó rơi tõm xuống đây phát 5.75 đến vùng 5.9 chúng ta lại uh, cẩu nó lại. Ví dụ đây là ví dụ thế thôi. Còn uh, trên thực tế thì chúng ta phải uh, quan sát những cái tín hiệu cung cầu ở đây hoặc là những cái tín hiệu cung cầu ở vùng 5.75 thì khi đó chúng ta mới nói được. Chứ còn đấy là nói vui vui vậy thôi chứ không phải là à uh, FTM nhìn chung thì cổ phiếu này nó có một cái nền tảng ở vùng 5.5, 5.2 hiện tại là tốt và tuần này thì nó đạt lại cái vùng 6.5 cộng. Ở uh, phiên ngày hôm nay nó bị chốt thì phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ chờ thêm thôi, chờ thêm tín hiệu để chúng ta đánh giá thêm ở vùng 6.5. Ở uh, vùng 6.5, 6.7 đây các anh chị. ờ uh, GVC phân tích một cái con cổ phiếu đầu cơ cuối cùng. GVC À đối với GVC thì nhìn về mặt yếu tố tạo lập thì cổ phiếu này cũng đã đi một cái trend kỹ thuật tương đối là dài rồi các anh chị từ 4 mà bây giờ đã đánh lên được đến tận 10 rồi, tức là na là cái target ở 10 này tương đối mạnh này, 10.5. GVC thì dự trong nhịp này là sẽ cán vùng 10.5 và đi được đến vùng 10 à 10.35 rồi, như vậy còn không phải 25 nữa thì nó sẽ à không phải 15 nữa thì nó sẽ đi đến cái vùng target mục tiêu. Nhìn chung thì GVC đóng cửa tuần như thế này là vẫn tạm chấp nhận được các anh chị, tức là vẫn đóng ở trên 9 đến 9.2 như vậy là tạm ok. Rồi. Tức là vị với vị thế như vậy thì chúng ta vẫn có thể cầm nắm cổ phiếu được các anh chị nhé Ok anh chị. Rồi phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ nói lại, chúng ta review lại uh, tất cả những cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở trong tuần vừa qua thì chúng ta chú ý uh, về mặt Dow Jones Đao Dôn ở trong thời điểm hiện tại cũng là một yếu tố đáng lưu tâm đúng không anh chị và và đây chúng ta sẽ bách lại chỉ số Đao Dôn để chúng ta nói sâu sâu hơn một tí thì nói như vậy thì một số anh chị em bảo là ông ăn cơm ở Việt Nam mà ông đi phân tích chỉ số Đao Dôn ở ở phố Wall nghe có vẻ hơi kỳ đúng không ạ? làm gì đủ trình độ để mà đủ dữ liệu để chúng ta phân tích nhưng mà chúng ta không phân tích ở một cách chi tiết nhưng mà chúng ta sẽ nói sơ sơ thôi đó sơ sơ về mặt gọi là góc độ kỹ thuật thì uh, xin phép các anh chị em cộng đồng nhà đầu tư là chúng ta sẽ nói như vậy uh, và uh, chúng ta sẽ nói những cái gì chúng ta hiểu chúng ta sẽ nói những cái gì chúng ta biết chứ chúng ta không cũng không nói một cách gọi là chém gió đó thì quan điểm của hùng lê là như vậy luôn luôn là như vậy <laughs> À, đối với chỉ số Dow Jones thì uh, trong tuần vừa qua nó là một cái phiên, uh, một cái tuần giao dịch tương đối là tiêu cực Tương đối là tiêu cực các anh chị uh, Nó đã đánh mất những cái vùng hỗ trợ rất, kỹ thuật rất là quan trọng ở đây Đó là vùng 30, uh, đó, 33, 33 30, 34 năm này, sau vùng 34.000 Phiên ngày hôm qua nó có sự phục hồi, đó, nhưng uh, khả năng thì phiên này thì Hùng chưa có xem, không, chưa có xem uh, Và chúng ta sẽ lưu ý uh, đối với chỉ số Dow Jones đó là nó có cái vùng cuối cùng có cũng có thể tạm gọi là như vậy vùng cuối cùng của nó ở đây đó là vùng 33.500 điểm và nếu như trong trường hợp sang tuần tới chỉ số này bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ này thì đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng lưu tâm rất may là các anh chị có thể thấy đây rất may là trong những cái nhịp trước đó thì chúng ta đều giữ lại được và kể cả cái nhịp này Nhìn này thì hùng Lê có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở 33 33.500 các anh chị có thể xem lại đây. Thì như vậy là điểm này thì nó cũng đang quay trở lại đây thì đây là một cái điều điều đáng lưu tâm các anh chị nhá. Đó, đáng lưu tâm. Cái thứ hai đối với giá dầu thì lúc nãy phân tích nhóm P thì hùng có phân tích rồi, hùng sẽ không nói lại ở đây. Đó là hai cái yếu tố mà chúng ta có đề cập đến ở trong tuần. Rồi, yếu tố đánh giá về các cái nhóm ngành thì hùng đánh giá khá là cơ bản rồi trên 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 bản tin đúng không ạ? cái ý thứ năm thì hùng đã có phân tích uh, cho các anh chị ở trong đầu phiên giao dịch đúng không ạ? Các cái chiến lược mà khi thị trường ở vùng kháng cự chúng ta cần phải làm những việc gì thì nhắc rất nhiều. Và một cái điểm quan trọng nữa thì chúng ta có đánh giá những cái vùng uh, gọi là vùng test cung về mặt kỹ thuật. Uh, test cung về mặt kỹ thuật các anh chị thì chúng ta có nói đến ở vùng phái sinh và VN uh, phái sinh và VN30 đó là vùng 1540 và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 1528 điểm và index thì trả cung ở khoảng vùng quanh vùng 1 đây là viết sai này không phải 1457 đâu 1480 đến 1475 1475 các anh chị đó là hai cái điểm mà trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba ở chúng ta cần phải tính toán đến đó thì các anh chị có thể thấy ở đây đây là chúng ta sẽ nói đến VN30 và phái sinh trước các anh chị nha đó hai cái này thì đây là điểm kết tuần thì có dự báo về khả năng chỉnh cung của à uh, uh, xin lỗi cả nhà, vn30 phá sinh, thì các anh chị có thể nhìn ở đây, nó ngay ngay lập tức là trong tuần giao dịch mới là nó đã rơi về vùng một nghìn năm trăm bốn mươi điểm ở đây. Sau đó có một cái nó có một cái lực hồi phục, đó và trong phiên giao dịch của ngày thứ uh, thứ ba đúng không? Trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì nó cũng chỉ uh, test ở trên vùng một năm một nghìn năm trăm hai mươi tám điểm ở đây, đó các anh chị có thể vào vn30 đây. Đấy, biểu đồ VN30 đây các anh chị. Đó. Thì tuần mới, ngay lập tức là nó đã test về đâu các anh chị? Nó về test về 1540 ngay. Và đối với VN30 thì nó test sâu hơn một tí là 1530 trong cái mức dự báo ở vùng 1528 điểm. À, tuy nhiên đến phiên giao dịch của ngày hôm qua, kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư và chuẩn bị cho phiên giao dịch của ngày thứ năm thì à, à, Hùng Lê tiếp tục à, có một cái cảm nhận đó là các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh thì chúng ta bắt đầu phải hạ dần sâu cái độ 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 sâu của nó xuống đó là một vùng vùng 1528 sau đó đến vùng 1520 tức là đến phiên giao dịch của ngày thứ năm thì chúng ta bắt đầu phải tính toán thêm ở vùng 1528 đến vùng 152 1520 rồi các anh chị đó còn đối với index là chúng ta bắt buộc phải lấy lên đến tức là dự báo cái xu hướng về test lại vùng 1460. Trong phiên trong phiên giao dịch sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư và đi vào phiên giao dịch của ngày thứ năm. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây, chúng ta sẽ thấy ở đây các anh chị. Phiên giao dịch của ngày thứ năm thì mọi thứ nó vẫn đang khá là cân bằng, tức là nó vẫn đang giữ được ở trên cái trạng thái 1528 ở đây. Nhưng đến phiên kết tuần thì như vậy là vùng 1528 đã bị thủng và thậm chí là À, cái vùng 1520 điểm đó là cái biên à, định lượng kỹ thuật cuối cùng của ông Lê à, đã chính thức bị đánh mất ở trong bản tin tuần và trong phiên kết tuần, à, trong phiên kết tuần. Và đối với phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng 1528 chính thức là bị mất trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Và phiên 1520 thì cũng đã bị mất nốt, tức là cái biên trong cái phân tích định lượng của chúng ta dự dự báo đến cái vùng 1520 nhưng phiên ngày hôm nay thì À, đến ATC đúng không? ATC thì à, nó tạo thành một cái gáp giảm ở đây. À, còn đối với index thì chúng ta có nói đến khả năng là thị trường sẽ quay lại vùng 1460 lần thứ hai. Đó để đây đây là lần thứ nhất, lần thứ hai. À, và đến gần ATC thì à, kết thúc ATC thì VN Index của chúng ta cũng đã bị rơi ra khỏi vùng 1450 điểm như vậy một cái lực đạp tương đối là mạnh. À, lực đạp tương đối mạnh các anh chị và với một cái lực đạp này thì bây giờ mình sẽ quay lại uh, sang cái biểu đồ index uh, của chúng ta chúng ta sẽ nhìn ở trên này thì mình sẽ phân tích khá là chi tiết cho các anh chị để chúng ta có những cái góc nhìn nó tốt hơn thôi và đây là cái góc nhìn vùng lên nó uh, cho các anh chị tham khảo thôi còn nó có thể đúng nó có thể sai nó cũng không sao cả đó uh, còn đối với index các anh chị có thể nhìn ở đây chúng ta sẽ nhìn những cái yếu tố tạo lập của index trên trend kỹ thuật ngày thì sau một cái điểm uh, đánh rất là 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 đau Đúng không các chị? Thì có thể liền sau đó là nó sẽ đạp luôn hoặc nó có thể xuất hiện một phiên hồi. Thì đối với góc độ kỹ thuật quýnh đếch thì Hùng sẽ quan sát ở trong tuần tới ở vùng 1430 đến khoảng vùng 1440. Tức là chúng ta lấy lại cái biên định lượng ở trong tuần giao dịch bản tin tuần video số 183. 82. Chính xác là như vậy. 182. Thì... Uh, sau một cây nến nạp như này thì chúng ta sẽ lấy cái biên định được đây thậm chí là chúng ta lấy một cái mút nó sâu hơn đó là vùng 1420 điểm anh chị 1420 và chúng ta kẻ một cái đường trên này ở đây thì như vậy là cái vùng 1420 cũng là một cái vùng có thể tạm chấp nhận được đúng không anh chị đó tạm chấp nhận được ở trong một cái ở góc độ kỹ thuật mà ở đây có thể chuyển chỉnh về đây ok à, đối với chỉ số vn30 đó các anh chị cũng có thể nhìn ở chúng ta sẽ trao đổi ở trên một góc độ như này đó thì nếu như mà tích cực thì phiên ngày thứ hai nó có thể hồi đó phiên ngày thứ hai nó có thể hồi còn nếu mà tiêu cực thì phiên ngày thứ hai nó đạp tiếp một cây nữa rồi nó mới tích nền vậy thì cũng trên một góc độ kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây như vậy là vùng một nghìn bốn trăm đến khoảng vùng một nghìn đó sẽ là những cái hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của VN30 Đó các anh chị nhé Ở đây đó và chúng ta kẻ một cái đường trendline thì nôm na nó cũng có thể uh, tạm coi ở đây là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng còn nếu phá cái vùng này thì thị trường của chúng ta tương đối xấu tương đối xấu anh chị nhé hoặc có thể nó thậm chí là rất xấu ở uh, kết hợp với Dow Jones mà mất cái vùng 33 năm nữa thì thì đấy là một cái điều mà chúng ta phải rất lưu ý uh, đối với phái sinh thì uh, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy các ý đồ tạo lập có thể phiên ngày thứ hai sẽ đạp tiếp thì nó sẽ như này và sau đó thì nó sẽ lừng khừng tức là nó đạp tiếp một cây này đó thì đấy cũng là một cái kỳ bản tốt đạp tiếp một cây này sau đó nó lừng khừng vậy thì lừng khừng ở đâu tức là nó sẽ lình trình đi ngang ở đây và cái điểm lình trình đi ngang ở đây thì cũng tính toán ở khoảng vùng 1470 đến 1485 đó các anh chị đó thì đây là cái kỳ vọng đây là cái kỳ vọng mà cho cái tuần giao dịch mới của chúng ta và căn cứ cái tín hiệu thực tế chắc chắn là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nó sẽ là những cái phiên rất bản lề và từ những cái phiên đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá chi tiết và những cái đánh giá chi tiết đó thì uh, thông thường là ông lê sẽ có những cái bản tin uh, kết thúc những cái phiên giao dịch thì cũng sẽ có review lại là thị trường của chúng ta đang ở đâu và uh, chúng ta cần phải làm gì và uh, tiếp tục nhấn mạnh lại uh, những cái chiến lược giao dịch uh, của các phiên tiếp theo đó là chúng ta phải uh, xem kỹ các cái chiến lược mùng lê đã gợi ý ở ngay đầu bản tin và chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc kỷ luật trong thời điểm hiện tại để phòng tránh rủi ro uh, vì sao uh, và rủi ro như thế nào thì đã giải thích rất kỹ và rất là chi tiết cho các anh chị em của chúng ta rồi uh, rồi bản tin tuần này của ông lê uh, xin phép được tạm dừng tại đây và uh, sẽ cùng gặp lại uh, anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo tất cả các mã cổ phiếu mà chưa được uh, phân tích Uh, khuyến nghị thì các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin này, hùng lê sẽ dành thời gian để uh, trả lời thắc mắc ở uh, tất cả uh, những cái uh, câu hỏi của anh chị ở trong những cái góc độ gọi là tốt nhất, tối ưu nhất uh, và để uh, nhận được các cái thông tin phân tích trực tuyến cũng như uh, uh, hỏi đáp trực tuyến trong quá trình giao dịch, uh, các anh chị nhận các cái câu hỏi của hùng lê, thì mời các anh chị về đồng hành cùng với team của hùng lê tại công ty chứng khoán vbs thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo